Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 7 của bộ truyện Bích Nhãn Thần Quân của tác giả Ưu Đàm Hoa. Chương 19 Đông Đáo Ngân Ba Trầm Hải Đệ Tây Hồi Trung Thổ Vô Cố Nhân. Từ cuối chân trời, một chiếc thuyền buồm lớn xuất hiện, neo lại cách bờ vài trăm trượng. Có bốn bóng người nhảy xuống thuyền con tiến thẳng vào bờ. Đó là hai lão già nhỏ bé, râu tóc bạc trắng và hai nam nữ trẻ tuổi. Vô Cực Tẩu và mọi người đứng dậy chào đón. Xin mời quý sư đồ an tòa thưởng thức chén rượu trung thổ. Song thần thản nhiên cùng đệ tử ngồi xuống chiếu. Dưới gốc dương cạnh đó, lão đầu bếp già đang nhanh tay chế biến món ăn. Miêu Quân giới thiệu. Đây là Vân Long, đệ tử của Vô Cực lão huynh và Ngọc Yến, đồ tôn của ta. Lão già Đông Doanh có nốt ruồi ở trên sống mũi cũng chỉ hai đồ đệ rồi nói. Hán tử này là đồ đệ của ta tên gọi là Giá Mã Bộ Đồ, còn nữ nhi này là đệ tử của em ta tên là Sương Mị Phương Tử. Vân Long quan sát thấy Giá Mã Bộ Đồ tuổi quá tam tuần, mắt dài mà nhỏ, lông mày chữ nhất mũi thẳng, mặt chữ điền vuông vức trông lạnh lẽo và đầy sát khí. Ngược lại, Sương Mị Phương Tử lại có vẻ nhu mì thuần hậu. Mặt nàng tròn trịa phúc hậu, không bằng bọn Tố Tâm nhưng cũng rất xinh đẹp. Cả bốn người đều mặc y phục Đông Doanh, áo rồng không cổ, tay áo ngắn, hai vạt áo trắng viền đen khép lại ngay giữa ngực, búi tóc lệch về phía sau chứ không nằm giữa đỉnh đầu như người Hán. Song thần uống mấy chung rồi nói. Không nên kéo dài vô ích, để bọn đệ tử bắt đầu so kiếm là vừa, hai lão huynh thấy thế nào? Hai lão này nói tiếng Hán rất lưu loát, Vô Cực Tẩu gật đầu cười khà khà. Được. Bọn già chúng ta sẽ cùng nhau đấu rượu và xem bọn trẻ trổ tài. Giá Mã Bộ Đồ cùng Phương Tử lặng lẽ đứng dậy, cúi người chào rồi lặng lẽ bước ra bãi cát. Vân Long và Ngọc Yến cũng vậy. Hai cặp đứng đối diện nhau, rút kiếm ra thủ thế. Kiếm của hai cao thủ Đông Doanh hơi cong và dài hơn kiếm Trung Nguyên. Chàng biết người Đông Doanh đã tìm ra phương pháp luyện thép lạnh, đúc nóng rồi làm lạnh đột ngột nên kiếm của họ sắc bén phi thường, không thua gì các bảo kiếm Trung Hoa. Họ cầm kiếm bằng cả hai tay, thân kiếm dựng đứng trước mặt. Không dám coi thường đệ tử của song thần. Chàng quán chú công lực chuẩn bị dùng ngự kiếm thuật. Thực ra kiếm pháp của người Đông Doanh cũng tương tự như phép ngự kiếm của Trung Nguyên. Chiêu nào cũng dùng nội lực toàn thân ra đòn như sấm sét. Đường kiếm đơn giản nhưng vô cùng bá đạo. Giá Mã Bộ Đồ và Sương Mị Phương Tử hét lên một tiếng, đôi chân lướt nhanh trên mặt cát, kiếm vẫn giữ nguyên thế xông tới. Chàng xuất chiêu, phong vũ thời tai, trong dáng ma chân giải, chủ yếu phòng thủ để tìm hiểu lộ số đối phương. Hai thanh kiếm chạm nhau vang rền, hai người đồng dội ra một bước. Chàng ước lượng công lực của hắn không thua gì chàng. Chiêu tứ lường phùng xuân, trong thái cực tuệ kiếm tung ra như rác hoa quanh bóng địch. Mộ Đồ thấy chàng chưa dùng đến Vô Cực tam kiếm nên cũng bớt căng thẳng cùng đối phương chiết chiêu. Càng đánh, hắn càng kinh ngạc trước sở học bao la, biến hóa của chàng. Song thần trong suốt 60 năm lao tâm khổ tứ tìm cách phá giải Vô Cực tam kiếm và linh xà kiếm pháp nên tự tin đệ tử mình không thể bại. Nay thấy Vân Long không dùng đến tuyệt kỹ của Vô Cực Tẩu mà bình thủ với Mộ Đồ nên cất tiếng hỏi. Vô Cực lão huynh, tên tiểu tử kia có thực là đệ tử của ông không? Tại sao kiếm pháp của hắn lại bá tạp như vậy? Vô Cực Tẩu cười khà khà đáp. Long Nhi là đại biểu tốt nhất của võ học Trung Hoa, ta chỉ là một trong nhiều sư phụ của hắn mà thôi. Bên này, Ngọc Yến cùng Sương Mị cũng bất phân thắng bại, nguyễn kiếm sinh động như long xà vờn quanh đối thủ, ngay cả Miêu Quân cũng phải bất ngờ. Giá Mã Bộ Đồ sau 300 chiêu vẫn chưa nhìn ra được sơ hở của đối phương, gã nổi sát khí thét lên ghê rợn, giờ tuyệt chiêu của song thần là Tuyết Nộ Sơn Đầu. Kiếm quang tỏa ra những bông hoa bạc trắng, cuồng loạn bay lượn phủ cả đấu trường. Vân Long cười khanh khách tung người lên không xuất chiêu, Vô Cực uyên nguyên chụp xuống đầu Giá Mã. Kiếm khí chạm nhau nổ như sấm, hai người bị phản lực rồi xa nhau hơn trượng. Không ai bị thương nhưng tay áo của kiếm sĩ Đông Doanh đã bị rách một đường. Hắn vẫn điềm nhiên hít một hơi chân khí định xuất chiêu thứ hai.
Nhưng chàng đã nhanh hơn, dùng lăng vân bộ pháp lướt tới ra chiêu, vô cực chuyển luân, thân ảnh chàng hòa với kiếm quang như một bánh xe cuốn đến. Giá mã bộ đồ cười nhạt, dùng chiêu hải thượng băng ngưng. Chiêu này song thần đã khổ công nghiên cứu, chuyên dùng để phá chiêu, vô cực chuyển luân. Nhưng ngờ đâu, mộ đồ vừa vung kiếm đánh chưa hết nửa chiêu thì đối phương đã biến chiêu, một vòng hào quang sáng loà xuất hiện, chiêu vô cực quang minh, nuốt chửng lấy hắn. Mộ đồ định biến chiêu nhưng không còn kịp nữa. Tiếng sắt thép va chạm nhau ngân rồi, hai bóng người tách ra rơi xuống. Thân áo trước của Vân Long rách một đường dài từ vai trái xuống thắt lưng. Nhưng mộ đồ thì vô cùng thê thảm, một vết kiếm thương kéo ngang người, máu tuôn nhuộm đỏ áo bào. Búi tóc bị cắt đứt rời rú xuống quanh vai. Có lẽ vết thương không nặng, hắn chống kiếm lạnh lùng nói. Hôm nay ta nhận bài, nhưng hẹn ngươi đúng ngày này năm sau tại bờ biển Thanh Đảo Sơn Đông. Chàng nghiêm trang gật đầu. Tài hạ xin nhận lời. Giá mã bộ đồ không thèm vận công chỉ huyết, gã nghiến răng bước đến trước mặt song thần quỳ xuống thưa. Sư phụ, đồ nhi đã tận lực. Song thần buồn bã, thấy Sương Mị Phương Tử cũng không cách nào thắng nổi Ngọc Yến nên quát lớn. Sương Mị đình thủ, chúng ta thua rồi. Ngọc Yến nghe vậy liền tung mình rời khỏi đấu trường. Sương Mị cúi đầu bước đến, quỳ bên cạnh mộ đồ. Đông Doanh xong lão quay sang nói với Vô Cực Tẩu và Miêu Quân. Không ngờ Trung Hoa lại nảy sinh ra một kỳ tài như gã tiểu tử kia. Anh em chúng ta nhận bài, suốt đời không đặt chân vào trung thổ nữa. Nhưng ước hẹn một năm sau của giá mã bộ đồ chúng ta không có quyền ngăn cản. Miêu Quân nghiêm sắc mặt bảo. Hai vị phá lệ của tạo hóa, sống đến từng tuổi này đã là có tội, sao lại còn cố cưỡng lại thiên lý, nuôi lòng hiếu thắng gây hại cho đời. Vạn vật còn có lúc thịnh, lúc suy, võ học mỗi nước cũng vậy, tranh giành hơn thua làm gì. Song thần phá lên cười ngạo nghễ. Người nói cũng phải, nhưng hàng ngàn năm nay Trung Hoa vẫn coi Đông Doanh là bọn man di, mọi giờ. Bọn ta quyết làm cho các ngươi sáng mắt ra rồi mới chịu rời bỏ cuộc đời. Nói xong, hai lão dắt đệ tử xuống thuyền. Tam giới hòa thượng thở dài than rằng. Phật chẳng độ kẻ vô duyên, Đông Doanh song thần còn chơi vơi giữa biển mê, võ lâm Trung Nguyên còn nhiều tai kiếp. Ngay chiều hôm đó, đầu con nước Lữ Sa cho thuyền ra khơi trở lại Trung Nguyên. Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân cũng có mặt trên thuyền. Bốn ngày sau, họ đã đi được gần 300 dặm. Độc Cô Thiên cho bày bàn tiệc trên mũi thuyền để mọi người ngắm cảnh hoàng hôn. Trời trong vắt, gió biển hiền hòa thổi căng những cánh buồm. Chim hải âu lượn lờ trên mặt biển kiếm ăn. Vầng dương đang hạ dần cuối trời Tây, cảnh vật vô cùng diễm lệ. Lữ Sa cũng buông tay lái vào chung vui. Tố Tâm, Ngọc Yến nhấm nháp chút rượu, say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp bao la, hùng vĩ của đại dương. Bỗng chiếc thuyền bất ngờ khựng lại, nhu bị đâm vào đá ngầm. Chén bát trên bàn bay về phía trước, Vân Long kịp thời đưa tay giữ chặt hai nàng. Lữ Sa biến sắc chạy vào giành lấy tay lái, mọi người chưa kịp định thần thì trước mũi thuyền, một chiếc đầu rắn to bằng mảnh chiếu vươn lên, chiếc lưỡi dài thè ra thụt vào giữa hai hàm răng sắc nhọn trông thật kinh khiếp. Vô Cực Tẩu quát lớn, phất một trường phách không vào đầu thủy quái. Con vật trúng đòn, đau đớn rít lên, thân nó quấy động mặt biển làm thuyền lắc lư dữ dội. Thấy quái vật không hề hấn gì, Miêu Quân vung song trường quất thẳng vào cổ nó. Mũi thuyền chật hẹp, chỉ đủ chỗ hai người đối mặt với con dao long khổng lồ này. Vân Long bảo hai nàng bám chặt vào vách thuyền rồi tiến lên đỉnh trợ giúp sư phụ. Ngờ đâu thủy quái đã dùng đuôi quấn quang thuyền vặn mạnh, chiếc thuyền bất ngờ nghiêng hẳn sang bên tả. Ngọc Yến chưa tìm được chỗ bám nên bị hất tung về phía dao long, chiếc lưỡi dài của nó vươn ra đón lấy. Chàng thấy ái thê sắp rơi vào miệng quái vật, vận toàn lực tung mình lên không phất một trường đẩy Ngọc Yến rơi trở lại thuyền. Tay kia vỗ thẳng vào lưỡi dao long, mượn sức phản chấn, bốc lên cao phóng một đạo niên hoa chỉ vào mắt nó. Thủy quái đau đớn nổi hung, mở to miệng định nuốt chửng con mồi. Vân Long không còn cách nào khác đành buông người rơi xuống nước. Nhưng Vô Cực Tẩu đã quát lên, xô ra một đạo kình phong về phía đệ tử.
Chàng mừng rỡ lộn người xuất song trưởng chạm vào để mượn sức đẩy, bay vút lên cao, lần này chàng lượn ra sau đầu giao long, rút tiểu đao nhằm thất khiếu con vật mà cắm vào. Nhưng quái xà đột nhiên quay sang hướng khác nên lưỡi đao cắm phập vào xương sọ chứ không trúng yếu huyệt. Không ngờ giao long bị đau, sợ hãi lặn nhanh xuống đáy biển, vẫy đuôi bơi như tên bắn. Vân Long bất ngờ bị rơi xuống nơi có lực ép cao nên bất tỉnh, tay vẫn còn nắm chặt cán tiểu đao. Biến cố này xảy ra trong chớp mắt nên chẳng ai kịp phản ứng gì. Họ đổ xô ra màn thuyền thúc giục lữ xa lái theo hướng đào tẩu của thủy quái để vớt Vân Long. Đã tàn một nén nhang mà vẫn không thấy tăm hơi. Vô Cực Tẩu thở dài buồn bã. Ngọc Yến và Tố Tâm gào khóc như điên loạn. Miêu Quân phải điểm huyệt ngủ cả hai. Họ tiếp tục tìm kiếm suốt ba ngày đêm mà vẫn hoài công. Hai nàng không còn khóc lóc nữa nhưng thở ơ như ngốc. Miêu Quân và Vô Cực Tẩu nghiêm sắc mặt bảo: "Kiếp nạn của Long Nhi y đã biết trước, nhưng không có cách nào xoay chuyển nổi, các ngươi phải bình tâm tin tưởng vào hai lão già này. Hòa chung đắc phú, không bao lâu sau Long Nhi sẽ trở lại." Tố Tâm và Ngọc Yến biết họ là tiên ở chốn phàm gian, đoán được quá khứ vị lai nên cũng tạm yên lòng. Thuyền quay lại trực chỉ trung thổ, không tìm kiếm nữa. Độc Cô Thiên bặm môi gạt nước mắt thầm gọi đại ca: "Sao sao 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 sao?" Phần Vân Long dù bị ngất đi nhưng thần công vô tướng bát nhã vẫn bảo vệ tâm mạch nên đi vào trạng thái bế tức, đong đưa theo nhịp bơi của giao long. Con vật này bị đâm vào óc theo bản năng cố chạy trốn, nhưng cuối cùng kiệt sức mà chết. Nó là loài lưỡng thể thường nổi trên mặt nước, vì vậy mới bị thuyền của lữ xa đâm phải. Khi chết, xác giao long từ từ trồi lên giật giờ trôi theo sóng biển. Vân Long tiếp xúc với khí trời dần dần hồi tỉnh dưới ánh nắng gay gắt. Chàng mở mặt thấy mình đang bám vào xác thủy quái, lờ mờ nhớ lại sự việc. Chàng trèo lên ngồi trên mình nó, đưa mắt dõi trông bốn phía, không hề thấy bóng thuyền. Vầng thái dương và gió biển mau chóng hong khô quần áo và làm làn da nóng bỏng. Chàng lại phải nhảy xuống nước, nép mình vào thân thủy quái để tránh nắng, nhưng cơn khát thì chẳng cách nào tránh được. Vân Long ngao ngán trèo lên, rút tiểu đao ra. Một luồng máu nóng tanh tưởi phun ra như suối. Chàng lấy tay bịt lại rồi ghé miệng vào nhăn mặt cố uống vài hớp. Hai ngày sau máu không còn chảy nữa, chàng đành phải moi óc mà ăn. Lần lửa đã bảy lần hoàng hôn, một sáng nọ chàng tỉnh giấc thấy xác giao long đã tấp vào một hòn đảo nhỏ, mắc kẹt vào mấy tảng đá quanh bãi biển. Chàng mừng rỡ, rút tiểu đao nhảy lên bờ. Trên đảo có suối và cây cối nhưng không có trái, cũng chẳng có thú rừng, chim muông, chu việc chỉ chừng vài dặm, chàng chạy một vòng rồi quay trở lại chỗ cũ. Suy nghĩ một hồi, chàng chạy vào rừng cắt một đống dây leo chắc chắn, trở xuống nước cột vào đầu giao long rồi lên bờ tìm chỗ vững chắc, xuống tấn vận toàn lực kéo xác nó lên. Con vật nặng có đến 2-3 ngàn cân nhưng nhờ có nước và mặt cát mềm nên cũng có thể từ từ trượt đi. Chàng nghỉ một lúc rồi nhanh tay lột ra, trải lên phiến đá lớn trên bờ rồi lóc từng miếng thịt phơi trên đó. Trong lục phủ ngũ tạng, chàng chỉ lấy trái tim to bằng trái dưa. Khi làm xong thì trời đã về chiều, chàng xách trái tim xuống suối rửa sạch rồi chầm mình trong dòng nước ngọt ngào, mát lạnh. Tắm xong, tinh thần sảng khoái, chàng gom ít củi khô tròn một tảng đá bằng phẳng, vận công dùng tam muội chân hỏa đốt cháy chúng, ngọn lửa hồng bốc lên đem lại hơi ấm. Vân Long cắt trái tim ra thành những lát mỏng, nướng trên ngọn lửa. Vì không có gia vị nên chẳng thơm tho gì, nhưng sau mấy ngày ăn thịt sống, chàng cảm thấy vô cùng ngon miệng. Trái tim tuy lớn nhưng lại giống, tính ra chỉ nặng độ 3 cân, chàng sợ để mai sẽ hư nên cố ăn cho hết. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ chỉ làm cho không gian thêm phần tĩnh mịch. Chàng thở dài nhớ đến phù mẫu và những người thân khác. Từ ngày dấn thân vào gánh vác giang hồ, chuyện sinh tử đã gác ngoài tai nên hôm nay dù có lâm vào tuyệt cảnh, lòng chàng vẫn không hề nản chí. Cơ thể rã rời vì những ngày gian khổ trên mặt biển. Chàng bỏ thêm củi vào đống lửa rồi thiếp đi. Đến nửa đêm, chàng bỗng nghe từ trong đan điền như có lửa cháy vội bật dậy vận công chấn áp. Cơ thể chàng nóng hừng hực, kinh mạch chàng căng phồng như muốn nổ tung.
Chàng cố gắng dùng tâm pháp vô thường chậm chậm dẫn khí đi qua các huyệt đạo. Nếu bản thân chàng không có sáu thành vô tướng bát nhã thì luồng hơi nóng mãnh liệt kia đã như cơn lũ ồ ạt phá nát kinh mạch. Chàng đắm mình vào trạng thái vô ngã, cố dẫn dắt chân khí đi đúng đường. Không biết đã được mấy vòng chu thiên, hơi nóng hòa vào cơ thể dịu dần đi. Chàng xả công, mở mắt ra thấy cảnh vật chung quanh đều sáng sủa, tinh thần sung mãn phi thường. Chàng vui mừng biết công lực mình đã đến mức lư hòa thuần thanh. Chàng thử búng một đạo niêm hoa chỉ vào tảng đá trước mắt. Chỉ phong nhẹ nhàng êm ái xuyên vào lớp đá cứng, bụi bay mù mịt. Vân Long lấy một cành cây thẳng đút vào để đo. Chiều sâu hai tấc quả là kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chàng vui mừng nên thao thức đến sáng. Trong những ngày sau đó, chàng đã ôn luyện lại sở học của mình. Một hôm, chàng bước đến chỗ chôn xương và ruột của Giao Long, thấy sóng biển đã làm trôi lớp cát, lộ ra một bộ xương dài và lẫn trong đó là một thanh kiếm đen như mực. Chàng nhặt lên và hơi ngạc nhiên trước hình dạng lạ mắt của nó. Thanh kiếm này dài hơn trường kiếm của Trung Nguyên một tấc, bàn kiếm rất hẹp chỉ bằng độ ngón tay người. Thân kiếm dẻo dai, có thể uốn cong mà không gãy. Chàng thử chặt vào đốt xương sống của quái xà, vết chém thẳng băng và nhẵn nhụi. Chàng vui mừng nắm chặt chuôi kiếm bằng ngà voi, xuất thử mấy chiêu, lưỡi kiếm ngân lên như tiếng đàn. Vân Long cao hứng cố lợi dùng thời gian rảnh rỗi này để luyện võ. Phần chốt của dáng ma chân giải nói về võ đạo và kiếm đạo, sau một tháng chàng đã hoàn toàn thấu hiểu kiếm thuật tiến thêm một bước dài. Sau này chàng ở luôn trong chiếc lều bằng da rắn tại bìa rừng để không thể quan sát được mặt biển, chờ đợi một cánh buồm đến vớt. Ban đêm chàng đốt một đống củi to để sưởi ấm và làm tín hiệu cầu cứu. Cũng may trên đảo có nhiều cây khô. Một sáng kia chàng ngủ dậy thấy cơ thể mình ngứa ngáy, nhìn xuống đôi tay thấy da nổi lên lớp vảy đều đặn, chàng hoảng hốt cởi quần áo thấy toàn thân đều thế, trừ hai lòng bàn tay, bàn chân và dương vật. Nỗi khiếp sợ làm chàng choáng váng, cố định thần chạy vào rừng đến bên dòng suối. Cúi xuống soi dọi cố nhìn xem dung mạo mình đã biến đổi đến đâu. Dưới nước hiện ra một khuôn mặt có làn da xanh xám trông vô cùng quái dị. Vân Long chợt nhớ đến thanh tiểu đao liền lấy ra soi lại. Lớp vảy trên mặt và cổ rất mịn nhưng cũng đủ biến chàng thành một người xa lạ. Chàng tuyệt vọng cười lên điên dại, lấy tiểu đao cố cào sạch lớp vảy trên tay tả. Ngờ đâu thần vật này chỉ trượt đi trên mặt da mà không thể làm tróc được miếng vảy nào. Chàng dần giữ cứa mạnh nhưng da chỉ lõm vào mà không đứt. Vân Long biết thần công hộ thể của mình đã tự phát bảo vệ toàn thân. Chàng định dồn chân khí trở lại đan điền rồi dùng đao tự sát. Nhưng hình ảnh người thân và gánh nặng của võ lâm khiến chàng chùn tay. Chàng vung trường bổ vào những thân cây chung quanh cho đến khi kiệt sức. Ngâm mình dưới lòng suối lạnh, chàng bắt đầu tỉnh táo lại, quyết định đem tấm thân bất hoại và xấu xí này quét sạch bọn ác ma rồi sẽ bỏ vào núi sâu rừng thẳm và ẩn dật. Đã có chủ ý, lòng chàng thư thái hơn, lại tiếp tục luyện võ. Chàng nhớ lại nửa chiêu mà kiếm ma đã truyền dạy, cố tìm cách bổ sung cho trọn vẹn. Chàng cũng thử so sánh với nửa chiêu cuối cùng của Thái Cực Tuệ Kiếm, nhưng không hề ra manh mối. Một đêm nọ trời đổ mưa như thác, chàng co do nằm trong lều da rắn, nước mưa tạt vào ướt sũng. Nhớ là tấm da Giao Long rất dài, dựng lều trải nền vẫn còn dư một khúc cuốn lại nằm sát chân lều. Cầm lấy tiểu đao, chàng lăn sang phía ấy dọc đứt phần dư, đem ra che kín cửa, làm xong, chàng khoan khoái nằm xuống. Tiếng mưa đập vào cửa lều bộp bộp làm giấc ngủ chập chờn, không chịu đến. Chàng mơ màng suy nghĩ về nửa chiêu kiếm, nhưng tiếng mưa lại gợi nhớ đến hình ảnh tấm da rắn che cửa lều. Bỗng nhiên, chàng cảm giác rằng mình đã thức ngộ được một điều gì ở đó. Kiếm chiêu và da rắn. Chàng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại và cuối cùng bật dậy, phá lên cười sung sướng. Chàng đã tìm ra cách giáp nối hai nửa chiêu kiếm kia. Không chần chờ, Vân Long xách hắc kiếm chui ra khỏi lều. Dưới cơn mưa tầm tã, chàng kết hợp hai bán chiêu thành một chiêu duy nhất. Chính mảnh da rắn đã gợi cho chàng ý tưởng rằng hai bán chiêu kia đều có đoạn thừa. Có lẽ bậc tiền nhân ngày xưa cũng đã khổ công bổ khuyết, nhưng chỉ thêm được vài thế thức rồi truyền lại cho hậu thế.
Cho nên nếu cứ ôm khư khư giữ lấy toàn vẹn các thế thức đã học thì không cách nào khớp với nhau được. Đến gần sáng, cơn mưa tạnh hẳn thì chàng đã hoàn tất công việc kiếm chiêu vốn không có tên, cảm khái vì thân phận của mình, chàng đặt cho nó cái tên là Vô Sở Nhi Quy. Bản thân chàng không trốn mà về thì địch thủ gặp chiêu này cũng chẳng có cách nào nhìn thấy Cố Hương. Uy lực của nó hơn hẳn Vô Cực Tam Kiếm. Vân Long tin tưởng vào sức chịu đựng của mình nên quyết định vượt biển. Hơn tháng qua không hề có bóng thuyền bè qua lại, có lẽ do vị trí hòn đảo này không nằm trên hải trình qua lại. Chàng đo lại kích thước ra giao long rồi vào rừng chặt cây, đóng thuyền. Nhờ thanh hắc kiếm sắc bén vô song nên sau 10 ngày chàng đã làm xong một khung thuyền, tấm da quái xà rất bền chắc và không thấm nước được bọc quanh khung, còn dư để làm một cánh buồm và mái che mưa nắng. Chàng dùng tấm da cửa lều túm lại, đựng được một lượng nước ngọt độ 60 cân. Thịt rắn phơi khô cũng còn đủ ăn cả tháng. Hơn nữa, chàng có thể bắt cá dưới biển để ăn thêm. Với công lực hiện tại thì không có con cá nào trong vòng 4 trường có thể thoát được. Một sợi dây da rắn cột vào chuôi tiểu đao còn lợi hại hơn loài cần câu tốt nhất. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, chàng cầm chèo cho thuyền ra khơi. Bây giờ đã là mùa đông, ngọn bắc phong lạnh như cắt da làm căng cánh buồm tự chế, ngày nhìn mặt trời, đêm ngắm bắc đẩu, chàng chậm chạp tiến về hướng tây, có lúc biển lặng im không một chút gió, chàng phải dùng mái chèo đưa thuyền đi. Đã 8 lần hoàng hôn mà vẫn không gặp ai, chàng không khỏi thất vọng nhưng vẫn phải cắn răng chèo tiếp. 2 ngày sau, Vân Long thấy cuối chân trời thấp thoáng một cánh buồm. Chàng vui mừng khôn xiết, vận toàn lực chèo về hướng ấy. Lớp da giao long trơm láng và mềm mại nên lướt nhanh như gió. Thời gian chậm chậm trôi qua, chàng đã đuổi kịp chiếc thương thuyền. Người trên thuyền lớn đã thấy nên hạ buồm chậm lại. Khi còn cách vài trượng, chàng xách kiếm rú lên một tiếng thánh thót rồi tung mình lên như cánh chim hạ xuống. Bọn thuyền phu thấy chàng mặt mũi quái dị, y phục tả tơi, râu tóc bù xù, sợ khiếp vía kêu cha gọi mẹ, chạy ngược vào trong, đóng cửa khoang lại. Vân Long lắc đầu, nở một nụ cười chua chát rồi cao giọng bảo. Xin chư vị đừng sợ hãi, tài hạ cũng là người trung thổ. Vì thừa nhỏ mắc quái tật nên dung mạo xấu xí, kỳ gì chứ không phải là kẻ ác. Mong chư vị vì đức hiếu sinh mà cứu giúp. Bọn người trong khoang nghe lời nói lễ độ ôn nhu nên bớt sợ. Một đại hán râu rồng thân hình vạm vỡ mở cửa bước ra. Gã chăm chú quan sát rồi hỏi. Chẳng hay các hạ là ai mà lạc lõng giữa biển khơi như vậy? Chàng vòng tay thi lễ rồi đáp. Tài hạ họ Sở tên Vô Quy, vốn là người Hán, năm 10 tuổi mắc bệnh, hình hài thay đổi, song thân vì xấu hổ với xóm làng nên lên thuyền đưa tài hạ ẩn cười nơi một hòn đảo nhỏ, ngoài khơi Đông Hải. Nay phù mẫu không còn, tài hạ một mình trơ trọi nên gắng vượt biển trở về cố quận. Mong đại huynh thương tình giúp đỡ. Đại hán thấy chàng phong thái đường chính hiên ngang, đôi mắt trong sáng hiền hòa nên yên tâm. Gã vòng tay nói. Tài hạ là Phí Suy Vân, chủ thuyền, chuyên nghề vận tải hàng hóa. Thuyền này mới từ Cao Ly trở về, nơi đến là Giang Tô. Có lẽ khoảng 4 ngày nữa sẽ cập bến. Mời các hạ vào trong tắm rửa, nghỉ ngơi rồi cùng tài hạ uống vài chén rượu. Chàng cúi đầu cảm tạ rồi bước theo. Họ Phí thấy y phục chàng đã rách nát, gã vào phòng lấy riêng một bộ quần áo còn mới đưa ra. Xin kính tặng các hạ, gọi là chút duyên tương ngộ. Chàng mỉm cười để lộ hàm răng trắng như ngọc tương phản với khuôn mặt xấu xa. Bọn thuyền phu và khách thương sợ hãi, lấm lét liếc nhìn, chàng thản nhiên bước ra khoang trước ngồi xuống bàn ăn. Chỉ có Phí Suy Vân và hai thủ hạ bồi tiếp. Vân Long đã lâu không được uống rượu nên cao hứng rất nhiều. Họ Phí cũng là tay hào tửu, phấn khởi cùng chàng đối ẩm. Thoáng đã hết vò rượu 10 cân, gã đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Tửu lượng của các hạ ta xin bái phục. Chàng lỡ nhận mình lưu lạc từ nhỏ chưa về Trung Nguyên nên không đề cập đến chuyện giang hồ. Thủ hạ họ Phí xin phép cao lui, chỉ còn lại hai người Nhâm Nhi, Đàm Đạo. Phí Suy Vân đã ngà ngà, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, chẳng còn khách sáo nữa. Sở đệ đeo kiếm, nhưng không biết kiếm thuật của ngươi tới đâu. Chàng khiêm tốn đáp.
Tiểu đệ học kiếm chưa được bao lâu, muốn nhân cơ hội này tìm một danh sư để thụ giáo. Họ Phí thở dài, lắc đầu. Cao thủ Trung Nguyên nhiều như lá trong rừng, nhưng người đáng gọi là đệ nhất kiếm sĩ đã không còn nữa. Chàng thắc mắc hỏi thì gã Bùi Mùi nói. Người ta muốn nói đến chính là Tiêu Long Vân Thiếu Hiệp, hầu nhân của Bích Nhãn Thần Quân. Tiêu công tử kiếm thuật thông thần, tài trí vô song, một kiếm đã bại Ưng Ma, Ma Diện. Trước cửa chùa Thiếu Lâm đuổi chạy Thiên Ma Yêu Lão. Nhưng trời xanh không có mắt, trước đây 3 tháng, họ Tiêu đã bị thủy quái kéo xuống đáy biển Đông Hải bặt tăm. Sự tình này được giấu kín, cho đến 2 tháng sau, phu nhân của Tiêu công tử là Miêu Ngọc Yến, thánh nữ đất Miêu Cương, nhờ Lữ Sa thông báo cho tất cả thuyền bè ven bờ Hoàng Hải rằng, ai tìm được chàng sẽ được thưởng 1 vạn lượng vàng. Thuyền nào ra khơi tìm kiếm cũng được họ Lữ cung cấp lương thực, nước uống, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tung tích vị kỳ hiệp ấy. Thiên Ma Yêu Lão đã tái xuất giang hồ tuyên bố sẽ thiêu hủy tổng đàn kiếm môn và tấn công thất đại môn phái. Hiện nay, Thiên Ma Giáo đã mở phân đàn tại các tỉnh ven Đông Hải như Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và 2 tỉnh nội địa là An Huy, Giang Tây. Phái Hoa Sơn đã phải bỏ chạy về kết hợp với kiếm môn và Nga Mi. Hơn tháng nữa, nếu không tìm được Tiêu công tử, Hào Kiệt Toàn Võ Lâm sẽ tập trung tại Tổng đàn Kiếm Môn để làm lễ truy điệu chàng theo nghi lễ dành cho Minh Chủ Võ Lâm vào ngày rằm tháng 2 tới. Suy Vân kể xong, uống cạn chung rồi bảo. Vài hôm nữa vào bờ, mời Sở Đệ đến tệ xá. Ta sẽ nhờ Đại Tẩu mua thêm y phục cho ngươi. Chàng cảm kích định vòng tay nói lời đa tạ thì họ Phí khoát tay nói. Sở Đệ chớ để tâm truyền ân nghĩa làm gì, đạo nghĩa giang hồ, giúp nhau lúc hoạn nạn là thường. Ta lang bạt 20 năm, đến tuổi tứ tuần mới yên phận với nghề chờ thuê, đã từng tiếp xúc với đủ nòi hàng người nên không thể xét lầm. Tuy ngươi hình dung cổ quái nhưng khí độ đường chính, trung hậu khiến ta yêu mến. Vân Long thấy gã là một tay hảo hán, khoáng đại, trường nghĩa, chàng tự nhủ sau này sẽ tìm cách báo đáp. 4 ngày sau, thuyền cập bến Giang Tô lúc xế chiều. Phí Suy Vân giao thuyền và việc chuyển hàng hóa cho thủ hạ rồi dẫn chàng về nhà. Để tránh làm mọi người hoảng sợ, chàng chụp lên đầu chiếc nón rồng vành của một thủy thủ. Thê tử và gia nhân của họ Phí lúc đầu vô cùng kinh khiếp nhưng cũng quen dần. Phí phu nhân là một người khéo tay, bà dùng da mỏng khâu cho chàng một đôi bao tay dài đến khuỷu, lại mua thêm mấy bộ võ phục và áo lông cừu. Suy Vân cũng nhờ thợ giỏi làm vỏ cho thanh hắc kiếm. Chàng thấy họ Phí chẳng phải là người giàu sang, dư giả nên lòng áy náy vô cùng. Bỗng nhớ tới những viên ngọc nằm trên vỏ tiểu đao, chàng mừng rỡ lấy ra xem. 7 viên lam ngọc này có lẽ cũng bán được nhiều tiền. Chàng nhẹ nhàng dùng mũi đao nẩy chúng ra, đem đưa cho Phí Suy Vân. Phí huynh, nhờ huynh bán dùm tiểu đệ số ngọc này. Đây là tài sản duy nhất mà song thân để lại. Họ Phí lập tức lên ngựa vào thành Tô Châu, nửa buổi sau trở lại, gương mặt hớn hở. Gã trao cho chàng một xấp ngân phiếu, tươi cười bảo. Không ngờ mấy viên lam ngọc này lại có giá như vậy. Ta đem đến Đào Ký Tiền Trang gặp lão Vương Tiểu Duệ, vốn là chỗ quen biết. Họ Vương xem kỹ rồi trả 7 ngàn lượng. Ta biết tính lão không bao giờ nói 2 lời nên đồng ý ngay, Sở Đệ thấy thế nào? Chàng tỏ vẻ hoan hỉ. Đệ cũng chẳng biết là chúng lại có giá trị đến thế. Vân Long hiểu họ Phí là người khẳng khái, nếu chàng đưa bạc chắc chắn gã sẽ không lấy mà còn phẫn nộ nữa. Chàng thản nhiên bỏ xấp ngân phiếu vào túi. Sáng sớm hôm sau, chàng viết 1 phong thư để lại cùng với 4 ngàn lượng ngân phiếu thu xếp hành trang, lẳng lặng lên đường bằng con ngựa của Suy Vân. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, chàng chạnh lòng nhớ đến song thân và 4 người vợ trẻ đang tựa cửa ngóng chờ. Nhưng Vân Long biết đâu Ngọc Yến phần vì quá nhớ thương trường phu, phần vì nghĩ rằng chàng thất tung là do sự sơ suất của mình nên đã dặn dò 3 nàng kia ở lại phụng dưỡng cha mẹ chồng, rồi mang mặt nạ Miêu Hoa Diện cưỡi phong nhi đi khắp chốn tìm chồng. Linh xà Miêu Quân xem thiên văn thấy tướng tinh chưa tắt biết chàng còn sống, lão bấm đồn rồi bảo Ngọc Yến không cần ra Đông Hải nữa, vì chàng đã vào trung thổ. Do đó, nàng chỉ quanh quẩn ở mấy tỉnh bên trong.
Nam Cung Xương cũng là người tinh thông dịch số, nên đoan chắc với thần tài là chàng chỉ bị tai kiếp một thời gian rồi sẽ bình yên. Nhờ vậy, Phi Vân cũng bớt u sầu, lo lắng. Vô Cực Tẩu và Miêu Quân về ở Tổng Đà Cái Bang tại Lạc Dương để chờ tin tức Vân Long và đồng tình của Thiên Ma Giáo. Nếu chàng không xuất hiện kịp thời, hai lão thần tiên đành muối mặt mà ra tay diệt trừ yêu lão. Hạ Khánh Dương dù đã được hai lão tiền bối trấn an, nhưng không vơi được nhớ thương nên mặt mày ủ rột, các trưởng lão cũng vậy. Độc Cô Thiên và anh em họ Tả lại càng thê thảm hơn, ăn ít uống nhiều, gương mặt lúc nào cũng nặng nề như đưa đám. Vô Cực Tẩu bèn bắt chúng phái về Nam Nga Mi Sơn để cùng kiếm ma củng cố lực lượng. Chương 20 Xà Diện, Nhân Tâm Hàng Giáo Chúng Tình Lữ Nam Phong Hữu Tái Phùng. Vân Long mang tâm sự u uất và hình hài kinh tởm rong ruổi trên đường thiên lý. Chàng không tin chắc rằng Xích Long Quái Y có thể chữa trị được quái tật này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt các phân đàn Thiên Ma Giáo để chặt bớt vây cánh của yêu lão, rồi sẽ tìm đến tần xào huyệt quét sạch bọn ác ma. Mục tiêu trước mắt là phân đàn An Huy. Ba ngày sau chàng đã đến địa phận tỉnh An Huy. Đây là vùng châu thổ nằm giữa hai con sông Hoài và Dương Tử nên đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, chàng ghé vào một tửu quán trong thị trấn gần núi Hoa Sơn. Không có nơi nào thuận lợi hơn để thăm dò tin tức bằng trà lâu tửu quán. Tửu nhập ngôn xuất những gã đã ngà ngà say không bao giờ tiếc lời nói. Nơi đây, người ta cao giọng khoe khoang kiến văn của mình. Nếu khéo gợi chuyện, có thể thu nhập được nhiều tin sốt dẻo. An Huy chỉ cách biển vài trăm dặm nên dù trời rất lạnh, tuyết cũng chỉ lác đác rơi. Chàng xuống ngựa, kéo cao cổ áo lông rồi bước vào. Tiểu nhị vội vã nặn ra một nụ cười tươi trên khuôn mặt gầy ốm, rồi cúi đầu chào đón. Chúc mừng đại nhân giá lâm tệ điếm. Tài gã chưa nhìn rõ gương mặt ẩn dưới chiếc nón lá rồng vành sùm sụp. Nếu không, chắc gã chẳng còn cười nổi nữa. Chàng ung dung bước vào, gọi một vò rượu 5 cân và vài món nhắm. Trong quán bày hơn 10 chiếc bàn gỗ mộc, đã 8 chiếc có người ngồi. Phần đông là khách thương hồ, chỉ có 5 người ngồi ở bàn trong góc là mang vũ khí. Qua câu chuyện, chàng biết chúng là đệ tử Thiên Ma Giáo. Một tên có vẻ đã say, cất giọng nhựa nhựa trách móc. Mẹ kiếp, không hiểu tang hộ pháp nghĩ sao mà chọn núi Hoa Sơn làm chủ sở phân đàn. Trên ấy vừa cao vừa lạnh, muốn uống rượu hay tìm kỹ nữ phải đi hàng chục dặm mới có. Lát sau, bọn chúng đứng lên, trở về núi. Vân Long ăn uống no say, bảo tiểu nhị tính tiền rồi lên ngựa đi về hướng Hoa Sơn. Đường núi gập ghềnh, chàng gửi ngựa ở nhà một tiểu phu, Vận Khinh Công Thường Sơn. Sinh tử huyền quan đã được đả thông, công lực chàng giờ đây liên miên bất tuyệt. Bóng chàng hòa lẫn vào những bông tuyết trắng như áng mây phiêu diêu bay bổng đến tam quan. Nơi đây, trước kia là cứ địa của phái Hoa Sơn, gồm một chính điện thờ tổ sư ở giữa, bao quanh ba mặt là các tòa tiểu xá để môn đồ cư trú. Hoa Sơn là một kiếm phái, lấy học thuyết Khổng Phu Tử làm kim chỉ nam, không kiêng rượu thịt, chủ trương xuất thế hành hiệp cứu khổn phò nguy. Trong quá khứ, Hoa Sơn đã sản sinh nhiều bậc kỳ tài võ học danh chấn võ lâm. Nhưng rất tiếc, 30 năm trước đây, trưởng môn Vô Cớ thất tung, mang theo bí kiếp của tiền nhân nên căn cơ võ học Hoa Sơn bị đứt đoạn, đưa đến sự yếu kém của đời sau. Núi cao hơn ngàn trường nên tuyết rơi đầy trời, lạnh cắt ra. Bọn giáo chúng ỷ nên rút cả vào trong nhà tránh rét, không cắt người canh gác. Vân Long ung dung bước vào đứng trước sân, phất một trường cách không đánh bung cánh cửa. Bất Quy Tam kiếm tang xí dắt bọn giáo đồ nhảy ra. Lão quát lớn. Tên cuồng đồ kia, ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám đến đây gây sự? Chàng ngửa mặt cười dài, dòng cười thê lương nhưng ẩn chứa đầy sát khí. Tang xí, ta là Sở Vô Quy, hôm nay đưa các người về với tổ tiên. Bọn ngươi sống chỉ có hại cho võ lâm và nhục nhã Long Môn mà thôi. Bất Quy kiếm không dằn được cơn thịnh nộ, vung kiếm xông tới. Mấy chục giáo đồ bao quanh đấu trường, quyết chẳng cho đối phương chạy thoát. Chàng cười nhạt, lắc người biến mất, luồn ra sau lưng họ Tang Vỗ liền ba trường.
Tang Xí thấy đối phương thân pháp như quỷ mị, vội quay người lại vũ lồng bảo kiếm chống trả. Lão nghe thân kiếm va chạm vào trường phong chấn động mạnh. Biết đối phương công lực còn thâm hậu hơn mình, lão nghiến răng chịu đựng. Nhưng khoái trường của Sở Vô Quy lớp lớp bổ tới, Tang Xí bị đẩy lui hơn trường. Bọn giáo đồ thấy hộ pháp lâm nguy liền vung đao nhập cuộc. Chàng không muốn gây nhiều sát nghiệp nên rút hắc kiếm dùng tuyệt chiêu chém gãy toàn bộ vũ khí của chúng, rồi tung người lên không, chụp luồng kiếm quang xuống đầu Tang Xí. Họ Tang thấy chàng thần dũng tuyệt luân nên sinh lòng khiếp sợ, sử dụng chiêu thủ mạng để đỡ đòn. Nhưng bản lãnh chàng giờ đây đã khác xưa nhiều. Chiêu thái cực sinh huy, lại là tuyệt kỹ của võ đang nên vô cùng lanh lẹ. Kiếm phong bao phủ đấu trường, tiếng sắt thép vô ảnh kiếm chạm vang rền và cuối cùng là tiếng thét thê thảm của họ Tang. Thanh bất quy kiếm gãy làm ba đoạn, thân hình Tang Xí bị chẻ làm đôi. Đám giáo đồ tay không vũ khí thấy hộ pháp trong chỉ vài chiêu đã thảm tử, chúng khiếp đảm định tung mình chạy trốn. Nhưng một tiếng quát như sấm nổ khiến chân tay chúng rùng rời. Đứng lại, cả bọn run rẩy quỳ mọp xuống xin tha mạng. Lực lượng giáo chúng do ma diện đào tạo đã tử vong gần hết nên yêu lão phải thu nạp thêm người mới, do vậy lòng trung thiên quyết tử chẳng là bao. Sở Vô Quy trầm giọng bảo: Thiên ma giáo đã tới hồi tần số, các ngươi khôn hồn thì mau trở về quê quán làm ăn. Lần sau gặp lại, ta quyết không tha. Bọn chúng sụp xuống lạy lục, hứa sẽ ly khai ma đạo, rồi chạy mau xuống núi. Chàng trần một tên lại để hỏi địa điểm của phân đàn thiên ma ở Hà Nam. Sao? Mấy ngày sau, cả giang hồ rung động vì chuyện phân đàn An Huy bị hủy dưới tay một cao thủ có tên là Sở Vô Quy. Võ công họ Sở còn cao hơn cả Tiêu công tử, chỉ một chiêu kiếm đã chẻ Tang Xí ra làm hai mảnh. Vân Long tặng lão tiểu phu nơi chân núi 50 làng bạc, nhờ lão lên quét dọn và chăm sóc tổ đường của phái Hoa Sơn. Chàng tiếp tục đi về hướng Tây, dự định tấn công phân đàn thiên ma giáo ở Hà Nam trước để làm giảm áp lực của yêu lão đối với hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Nơi đó, trước kia chính là căn cứ của Hắc Ưng Bang. Dọc theo sông Hoài, 7 ngày sau chàng mới đến được trấn Hoài Giang. Hôm ấy, đã là mùng 6 tháng giêng. Hương xuân chưa tan, dân cư bên bờ nam vẫn nhộn nhịp vui chơi. Trong trấn lâu lâu nổi lên tiếng pháo đi đùng, lũ tiểu đồng mặc áo bông dày sụ, vui đùa dưới màn tuyết lất phất bay. Chàng tìm đến một khách điếm nhỏ để nghỉ ngơi. Trời đã gần chiều, chụp lên đầu chiếc nón rồng vành, chàng thả bộ dạo một vòng thị trấn, đi ngang một tửu quán, mùi rượu phần sơn tây thoang thoảng khiến con sâu rượu trong bụng chàng ngọ nguậy. Quán này có lẽ cũng khá nổi tiếng nên rất đông người. Tiểu nhị mời chào, đưa khách vào trong. Thấy một bàn cạnh tường còn trống, chàng ngồi xuống, gọi 5 cân rượu phần và món dê nướng. Giữa quán có chiếc bàn đôi, ngồi quanh là mười mấy khách giang hồ. Câu chuyện của họ có vẻ hào hứng. Một lão già mặt cúp, râu dê tuổi xấp xỉ lục tuần, dường như đã say nên nói lớn. Các huynh đệ nên biết ta mang danh là Trường Nhĩ Thiết Khẩu, chuyện gì trên giang hồ cũng không qua khỏi đôi tai dài này. Mà đã nói ra thì chẳng thể sai được. Chính mắt ta gặp kỳ hiệp Sở Vô Quy ở Giang Tô, chàng ta vô cùng anh tuấn, thiện dùng một thanh hắc kiếm đen như mực. Một đại hán vạm vỡ, râu quai nón cười hô hố bảo: Thôi đừng đại ngôn nữa, tháng trước ta còn gặp lão trong mấy ký viện ở Vũ Hán, làm sao lão có thể phân thân mà đến Giang Tô được. Trường Nhĩ xấu hổ chối bai bái: Người đừng có tìm cách hại người, ta đến Thanh Lâu ở Vũ Hán làm gì? Lỡ phu nhân ta nghe được có phải khổ thân già này không? Cả bọn phá lên cười ầm ĩ. Bỗng từ trong góc quán, một nữ lang đang ngồi độc ẩm bỗng đứng dậy, bước lại bàn ăn của họ cất tiếng hỏi: Tiền nữ mạo muội xin Thiết Khẩu tiền bối cho biết, có thực là người đã tận mắt nhìn thấy dung mạo của Sở Vô Quy đại hiệp hay không? Dòng nàng trong trẻo, thánh thót và quen thuộc khiến Vân Long phải quay sang nhìn. Chàng sững sờ nhận ra ái thê Miêu Ngọc Yến trong gương mặt xấu xí của Miêu Hoa Diện. Bọn Trường Nhĩ ngẩng lên, thấy người hỏi là một nữ lang mặt dỗ chẳng chịt nhưng đôi môi đỏ như son và cặp mắt phượng long lanh. Trường Nhĩ cau mày hỏi lại: Chuyện đó có quan hệ gì đến cô nương?
Nữ lang rút trong tay áo ra một bức họa cuộn tròn. Nàng căng ra cho lão xem rồi nói. Tiền nữ có một vị đại ca thất tung đã mấy tháng nay. Tính tình y lại kỳ quái, không chịu trở về nhà, nên tiền nữ phải đi tìm. Xin tiền bối nhìn xem Sở Vô Quy đại hiệp có giống người trong tranh này không. Dù không thấy rõ, chàng cũng biết bức họa đồ đó vẽ chân dung mình, chàng khẽ thở dài. Trường Nhĩ lúng túng đáp bừa. Có lẽ giống cô nương nên đi tìm Sở Vô Quy thử xem sao. Nữ lang mừng rỡ cúi đầu cảm tạ. Vân Long thấy lão này bị chuyện gạt gẫm hiền thê không khỏi chán ghét, hừ lên một tiếng. Bọn thiết khẩu giật mình quay sang bảo. Tên kia, sao ngươi dám xen vào chuyện của lão gia? Chàng cười mát, Vân Công cải biến âm thanh, nói bằng giọng thật trầm. Ta nghe ngươi khoát lát mà không biết thẹn nên bực mình thế thôi. Thiết khẩu cũng là kẻ có danh tiếng ở Hoài Giang trấn này nên dần giữ xô ghế bước đến trước mặt chàng. Lão chợt nhìn thấy thanh kiếm bản nhỏ, đặt trên bàn và chiếc nón rồng vành trên đầu người lạ. Liên tưởng đến lời đồn đại trên giang hồ, lão bất giác lùi lại ấp úng nói. Không lẽ các hạ chính là Sở Vô Quy đại hiệp? Chàng lạnh lùng đáp. Phải, các hạ còn dám đại ngôn nữa không? Thiết khẩu choáng váng vì luồng nhãn quang nhiếp hồn nên lắp bắp. Dạ không dám, tài hạ buột miệng nói càn, xin đại hiệp lượng thứ. Lão chắp tay xá lia lịa rồi bước ra khỏi quán, bọn ngồi chung bàn cũng rón rén đi theo. Lát sau tin Sở Vô Quy xuất hiện đã lan khắp trấn Hoài Giang. Ngọc Yến vẫn đứng lặng người, cố nhìn cho rõ dung mạo họ Sở, nhưng chỉ thấy một màu xám. Nàng vẫn băn khoăn, không hiểu có phải là chàng đã hóa trang hay chăng, nên bước lại cúi mình thi lễ. Tiền nữ Miêu Hoa Diện xin hỏi Sở đại hiệp trên đường rong ruổi có gặp gia huynh hay không? Nói xong, nàng đưa bức họa ra, nhìn xem nhãn thần chàng có biến đổi gì không. Nào ngờ, Sở Vô Quy lắc đầu thản nhiên đáp. Không, tài hạ chưa hề gặp người này bao giờ. Với linh tính một người vợ, nàng cảm nhận được sự quen thuộc của chồng trong từng cử chỉ của họ Sở, Ngọc Yến quyết không chịu thua, nàng nở một nụ cười tươi như hoa. Tiểu nữ nghe giang hồ ca tùng đại hiệp võ công cái thế, chỉ vài chiêu đã tiêu diệt phân đàn An Huy, lòng vô cùng ngưỡng mộ. Kính mong đại hiệp cho tiền nữ được vinh hạnh diện kiến dung nhan. Chàng đau đớn, cố nén lòng bảo. Dung mạo ta rất quái dị, chỉ sợ nàng không đứng vững. Nhưng nếu đã quyết ta cũng xin chiều ý. Dứt lời, chàng khẽ hất vành nón lên, để lộ khuôn mặt quái vật của mình. Ngọc Yến chấn động, bất giác lùi ra sau một bước. Nàng cố nén cảm giác ghê sợ, bước tới gần chăm chú quan sát thấy rõ rằng không phải là hóa trang. Lớp vảy xám đen phủ kín cả gương mặt và phần da cổ. Để làm tiêu tan lòng nghi ngờ của Ngọc Yến, chàng lột luôn bao tay bên tả, lớp da còn gớm ghiếc hơn nhiều. Nàng thất vọng cố hỏi thêm. Chẳng hay đại hiệp đã mắc quái tật này từ bao giờ? Chàng lạnh lùng đáp. Từ năm 10 tuổi. Chàng sụp nón, mang lại bao tay, nâng chén uống cạn rồi gọi chủ quán tính tiền. Đôi mắt Ngọc Yến thấp thoáng nét vui mừng. Nàng đã nhận ra trong lối cạn chén của họ Sở có hình bóng của Vân Long. Nàng quyết tâm tìm hiểu cho được thân phận Sở Vô Quy. Làm ra vẻ thất vọng, nàng nghiêng mình chào rồi bước ra đi trước. Vừa ra khỏi quán, nàng nhanh nhẹn tung mình lên mái ngói, theo dõi xem họ Sở về đâu. Chàng đang bị sâu xé giữa mặc cảm và tình yêu nên không biết mình bị rình mò. Thấy Sở Vô Quy bước vào lão thực khách điếm, nàng hài lòng trở về Chiêu Dương Các cho gọi một tên hóa tử vào bàn bạc. Lát sau, trước cửa lão thực khách điếm lảng vảng mấy tên đệ tử cái bang. Ngày Vân Long ngộ nạn, chàng bỏ lại ngân phiếu và hắc trúc lệnh phù trong phòng trên thuyền, nên Hà Khánh Dương đã giao lệnh phù cho Ngọc Yến để nàng huy động đệ tử cái bang khắp nơi trợ giúp trong việc tìm kiếm chàng. Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân sau nhiều đêm quan sát thiên văn và chiêm nghiệm dịch số kết luận rằng Vân Long đã gặp một tai nạn khủng khiếp, có thể đã bị tàn phế nên biết phần không muốn trở về. Vì vậy, họ khuyến khích Ngọc Yến đi tìm, hy vọng khi gặp được ái thê, chàng sẽ siêu lòng. Nam Cung Xương cũng hiểu rõ tài trí con dâu nên đồng ý.
tin Sở Vô Quy xuất hiện thổi một luồng sinh khí vào Đào Gia Trang và Tổng Đà Cái Bang. Kiếm Ma vui vẻ bảo với Độc Cô Thiên và anh em họ Tả. Trong hàng ngũ cao thủ trẻ tuổi đương thời, chỉ có một mình Long Nhi là có thể giết Tang Sí bằng một chiêu kiếm mà thôi. Tả thì huynh đệ nằng nặc đòi đi tìm Sở Vô Quy để chứng thực. Nhưng Độc Cô Thiên bảo, đại ca còn sống mà không chịu lộ diện, ắt là có nỗi khổ tâm riêng. Giả như hai người gặp họ Sở, nếu y nhất quyết không nhận thì làm gì được. Chúng ta chờ thêm một thời gian rồi sẽ liệu. Từ nay nên bớt uống rượu, ra sức tập luyện võ công để khỏi phụ lòng đại ca. Nhắc lại, Vân Long thẫn thờ về khách điếm ngủ vùi đến sáng. Chàng trả phòng thúc ngựa đi về phía tổng đàn Hắc Ưng Bang. Phương pháp truyền tin của cái bang nhanh nhạy nhất thiên hạ. Chàng vừa ra khỏi trấn Hoài Giang là Ngọc Yến đã bám theo sát nút. Biết võ công của trường phu cao thâm khôn lường nên nàng cẩn thận giữ khoảng cách an toàn. Chàng dừng cương trước cửa phân đàn, vận công gọi lớn. Ta là Sở Vô Quy, hôm nay đến khiêu chiến. Các ngươi nên mở cửa tiếp đón cho đúng quy củ võ lâm. Cánh cổng rộng mở, Địch Thúc Sơn và hai lão hộ pháp Sử Hồn, Gia Quyền bước ra. Họ Địch đã nhận được tin Sở Vô Quy xuất hiện nên hòa tốc cầu cứu. Tam, ngũ hộ pháp ở gần nhất nên đến trợ thủ. Thấy chàng đơn thân độc mã, Thúc Sơn vững giả. Lão đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó nên nở nụ cười sâu hiểm nói: mời các hạ vào trong. Chàng thấy thần thái lão biết ngay bẫy sập đang chờ, liền vận thần công hộ thể rồi cất bước theo sau ba lão ma. Nơi đây vốn là tổng đàn Hắc Ưng Bang nên rất bề thế, chung quanh có tường cao bằng đá, phải đi qua một khoảng sân rộng mới vào đến khách sảnh. Chàng vừa đi đến giữa sân thì nghe sau lưng có tiếng cổng đóng lại. Từ dưới chân tường, hàng trăm cung thủ phục sẵn đã trồi lên, chia những mũi tên bọc thép nhọn hoắt vào lưng chàng. Ba lão tặc mau chóng phi thân vào đứng trên thềm sành cất giọng cười ngạo mạn. Để xem ngươi làm cách nào thoát khỏi loạn tiến. Thúc Sơn phất tay ra hiệu, những mũi tên xé gió hướng vào thân thể đối phương. Lão Đinh Ninh họ Sở không cách nào thoát chết. Ngờ đâu, mấy trăm mũi tên xuyên qua y phục rồi ra, rơi là tả xuống đất để lại những lỗ thủng trên mặt vải. Ba lão mặt kinh hồn, táng đờm trước thần công kim cương bất hoại của địch thủ, ngơ ngác chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe một tiếng cười cao vút, kiêu ngạo và bi phẫn. Một luồng kiếm quang màu đen có sắc kim óng ánh chụp xuống đầu họ. Sử Hồn vung thanh quỷ trảo bằng huyền thiết lên chống đỡ, Già Quyền cũng dung mạnh bạch cốt phướn, tạo nên một đạo kình phong hôi hám phủ lấy đối phương. Địch Thúc Sơn là lão hồ ly nên lùi lại chờ cơ hội tập kích, nhờ vậy lão bảo toàn được mạng sống. Tiếng vũ khí va chạm vang rền, lá phướn bị cắt nát thành muôn mảnh và hai tiếng la thảm thiết vang lên. Hai lão hộ pháp bị chặt ngang lưng thành bốn khúc, mắt còn trợn trừng đầy vẻ khiếp sợ. Thúc Sơn hồn vía lên mây đình đào tẩu, nhưng không còn kịp nữa, luồng mây đen óng ánh đã phủ xuống. Lão cắn răng vận toàn lực múa kiếm che kín toàn thân. Hai thanh kiếm chạm vào nhau ngân dài, tiếng thét đau đớn thoát ra nửa chừng rồi tắt lìm. Thủ cấp lão rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất, lồng ngực bị mở tung ra. Bọn giáo đồ thấy thường cấp chết thê thảm tuyệt vọng nhìn cánh cổng đóng chặt đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng. Vân Long chậm rãi bước lại gần trầm giọng bảo: các ngươi đã tận mắt thấy võ công của ta, ắt phải tự hiểu rằng yêu lão đã đến ngày tần số. Hãy mau rời bỏ đường tà, trở về với cha mẹ, vợ con. Đừng bao giờ cho ta gặp lại nữa. Cả bọn vui mừng lạy tạ. Chàng nói tiếp: trước khi đi các ngươi chia nhau phóng hỏa thiêu hủy cái hang ổ cường đạo này. Lát sau ngọn lửa bốc lên dữ dội, dân chúng trong trấn Hoài Giang kéo nhau ra đường, nhìn về phía khói lửa mà xôn xao bàn tán. Tin Sở Vô Quy chặt đôi hai lão hộ pháp Thiên Ma giáo bằng chỉ một chiêu làm chấn động võ lâm. Giáo chúng các phân đàn khác nơm nớp lo sợ, không biết khi nào đến lượt mình. Ngọc Yến ẩn mình trên một cây cao ở cạnh tổng đàn Hắc Ưng Bang đã theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối. Thấy Sở Vô Quy dù không sử dụng vô cực tam kiếm nhưng lòng nhân nghĩa, buông tha bọn giáo chúng không khác gì tác phong của trường phu, nên lòng càng đoan chắc.
Nàng nghĩ ra một kế liền tròn chỗ vắng vẻ, nằm phục xuống bên vệ đường, vận công bế mạch cho cơ thể nóng lên và hơi thở mong manh. Vân Long dục ngựa đi tới, thấy có người lâm nạn, tung mình xuống xem thử. Thấy nữ nhân ấy chính là ái thê, chàng vội bồng lên đem đặt dưới bóng mát của cây cổ thụ gần đó. Chàng bắt mạch thấy rất trầm nhược, hơi thở nhẹ như tơ, người lại nóng như lửa nên vội vận công xoa bóp các huyệt đạo rồi truyền nội lực thúc đẩy máu huyết lưu thông trở lại. Chàng nóng ruột nên quên hẳn mình là sở vô quy, tùy tiện đụng chạm vào những chỗ kín đáo trên thân thể Ngọc Yến. Nếu là người khác, chắc chắn chàng không dám làm vậy. Ngọc Yến hiểu được điều ấy nên mừng thầm trong dạ, biết mình đã tìm được trường phu. Nàng cố tình nằm im, một lúc lâu sau mới chịu hồi tỉnh, mở mắt nhìn chàng. Ngọc Yến giả đò hốt hoảng bật dậy, rời khỏi lòng chàng đưa tay sửa lại xiêm y rồi bật khóc. Tiểu nữ là phần gái, dù mặt mũi xấu xí nhưng cũng chẳng phải hàng gái liêu ngõ hoa tường. Nay sở đại hiệp đã đụng chạm đến da thịt, không còn mặt mũi nào mà về nhà. Nàng vốn mang sẵn tâm trạng sầu muộn trong lòng mấy tháng nay nên khóc rất thành thực. Vân Long choáng váng ấp úng biện minh. Cô nương lượng thứ cho tài hạ vì nóng lòng muốn cứu nạn nên có điều thất thố. Ngọc Yến gạt nước mắt cúi nhặt lấy thanh hắc kiếm mà chàng đã để xuống bãi cỏ khi truyền công chữa trị cho nàng. Chàng hoảng hốt hỏi. Cô nương định làm gì vậy? Nàng rút nhanh lưỡi kiếm ra khỏi bao, lùi lại, chĩa thẳng vào ngực trái, rưng rưng nước mắt nói. Tiện nữ chỉ còn có hai con đường. Một là xin theo đại hiệp làm thê thiếp, hai là chết tại đây. Nói xong, nàng đẩy nhẹ mũi kiếm, một dòng máu rỉ ra ướt đỏ cả vạt áo trắng. Chàng không ngờ ái thê mình hành động như vậy, chợt hiểu rằng Ngọc Yến đã nhận ra mình là trường phu nên bày kế này. Vân Long nhếch mép cười nhạt. Có lẽ nàng chưa thấy rõ chân diện của ta nên mới nói thế. Chàng lặng lẽ lột nón, cởi áo để lộ lớp da rắn kinh tởm trên thân mình. Ngọc Yến đã bao đêm ôm ấp thân mình chàng nên dễ dàng nhận ra hai dấu lõm dài mờ mờ trên ngực và một dấu sẹo nơi vai tả. Tình yêu của nàng với chồng sâu như biển lớn nên không nề hà gì bề ngoài quái dị. Hơn nữa, nàng tin vào tài y thuật của Xích Long quái y. Vì vậy, nàng thản nhiên nói. Tiện nữ mặt dỗ chẳng chịt có đâu dám chê đại hiệp. Chỉ cần người đồng ý tiện nữ quyết không hối hận. Vân Long phần vì lòng thương yêu, nhung nhớ ái thê sôi sục, phần vì lỡ mắc bẫy nàng, dù cố giữ thân phận sở vô quy cũng không thể phủi tay mà bỏ đi được. Chàng đành chấp nhận thử xem nàng có thực sự không hề ghê tởm mình hay chăng. Chàng mặc lại áo rồi bảo. Thôi được, ý nàng đã quyết ta cũng chiều theo. Khi nào không còn chịu đựng được nữa, cứ việc tùy tiện rời xa. Ngọc Yến biết mình đã thắng, hớn hở tra kiếm vào vỏ trao lại cho chàng rồi sụp xuống lại. Dòng nàng ngọt ngào như mật. Tướng công, tiền thiếp Miêu Hoa Diện ra mắt tướng công tử. Ba chữ Miêu Hoa Diện gợi nhớ đến kỷ niệm nồng thắm ngày mới gặp, khiến chàng chấn động cả tâm can, không nén được tâm tình cúi xuống đỡ nàng lên rồi siết chặt vào lòng. Nước mắt Ngọc Yến đẫm ướt vai chàng. Hoàn cảnh hai người lúc này rất phi diệu, Vân Long vẫn quyết không mở miệng nhận lại thân phận cũ, cố bám lấy vai diễn sở vô quy. Ngọc Yến hiểu được nỗi khổ tâm của trường phu nên vẫn điềm nhiên chấp nhận. Nàng buông chàng, lấy trong túi nhỏ nơi lưng ra một mặt nạ ra người rồi tươi cười bảo. Tướng công, không phải thiếp ghê sợ gương mặt của chàng, nhưng đeo chiếc mặt nạ này vào sẽ dễ chịu và tiện lợi hơn. Thứ nhất là chàng khỏi phải suốt ngày đội nón sùm sụp, thứ hai tránh được ánh mắt soi mói của mọi người. Chàng cũng mong mỏi điều đó nên nghe theo. Ngọc Yến còn dùng một loại phấn dịch dung đặc biệt thoa kín phần da cổ. Chàng nghiễm nhiên biến thành một hán tử mặt đen sạm. Nàng cũng thay một dung mạo khác, dù không đẹp bằng mặt thật nhưng cũng khá xinh tươi. Chàng soi vào chiếc gương nhỏ, hài lòng quay sang hỏi ái thê. Nàng có biết tổng đàn mới của Thiên Ma giáo đặt tại đâu không? Có lẽ hạ bang chủ biết, sao tướng công không ghé tổng đà cái bang mà hỏi chứ? Chàng lạnh lùng bảo. Ngoài nàng ra, sở vô quy không quen biết với ai hết. Nàng hãy ghi nhớ điều này. Ngọc Yến cười ôn nhu.
Tướng công yên tâm, thiếp chưa bao giờ dám cãi lời chàng. Chúng ta cứ đến Lạc Dương, thiếp sẽ hỏi dùm cho. Chàng đồng ý, hai người cưỡi chung một con ngựa, mùi hương nồng ấm quen thuộc xông vào mũi, không kềm nổi lòng, chàng ôm chặt thân hình gợi cảm của nàng, hôn nhẹ lên mái tóc. Họ dừng lại gần Chiêu Dương Các, nàng chạy vào trong lấy hành trang và dắt ngựa ra. Phong Nhi lại gần chàng khịt mũi đánh hơi nhưng không nhận ra, lớp vẩy đã che mất mùi da thịt cũ. Hai người vượt qua sông Hoài thì trời đã hoàng hôn. Dừng cương trước một khách điếm sang trọng trong trấn Giang Bắc, nàng nhìn chàng cười danh mãnh. Tướng công đừng lo, thiếp có rất nhiều tiền. Tiểu nhị lăng xăng ra đón khách, chàng đặt một phòng thượng hạng và bảo chúng dọn ngay cơm rượu. Vân Long mở bọc hành lý lấy y phục vào tắm rửa. Ngờ đâu, Ngọc Yến quyết chứng tỏ cho trường phu biết mình không hề ghê sợ nên điềm nhiên bước theo. Nàng thẹn thùng. Tiện thiếp nghe nói phụ nữ đông doanh thường tắm cho trường phu, nay xin được hầu hạ tướng công. Chàng cười mát, lặng lẽ bước vào nhà tắm. Trong đó tiểu nhị đã pha sẵn một bồn nước nóng. Chàng lột mặt nạ để lên cao, Ngọc Yến vội giúp chàng cởi bỏ y phục. Vân Long cố tìm trong ánh mắt của nàng chút cảm giác kinh tởm, sợ hãi, nhưng không hề có. Mặt nàng chỉ đỏ lên vì thèm thùng và sung sướng, vì đã nhìn thấy nốt ruồi son thân quen trên dương vật của chồng. Chàng nghe cơ thể nóng rực bước vào bồn ngâm mình trong nước. Ngọc Yến bắt đầu kỳ cọ cho chàng, đôi bàn tay nàng dịu dàng mơn man lớp da rắn. Không dằn được ham muốn, chàng vươn tay nhấc bổng nàng đặt vào bồn rồi cởi bỏ xiêm y, say đắm vuốt ve thân hình tuyệt mỹ, nón nà. Đã mấy tháng trời không được gần gũi, Vân Long bế thốc nàng lên, trở lại giường rồi bắt đầu cuộc ái ân. Ngọc Yến dùng mình đón nhận những khoái cảm mãnh liệt, nàng say đắm quấn chặt lấy trường phu. Cơm canh đã nguội hẳn hai người mới chịu buông nhau ra. Nàng ngượng ngùng đảo khóe thu ba liếc yêu chàng rồi nói. Chắc thiếp phải cưới thêm cho tướng công vài ba người vợ nữa. Một mình thiếp e không đáp ứng nổi. Chàng cười mát bảo. Biết họ có chịu nhận một quái vật như ta làm chồng hay không? Ta chỉ cần nàng thôi. Thay áo xong, Ngọc Yến gọi tiểu nhị đem mâm cơm khác lên. Hai người lặng lẽ ăn uống. Nàng cạn mấy chung, mặt đỏ hồng như hoa đào càng thêm phần kiểu diễm. Vân Long ngắm nhìn hoài không chán mắt. Uống trà xong, hai người nằm cạnh nhau tâm sự. Biết không còn giấu được nữa, chàng thuật lại những tao ngộ của mình sau khi rơi xuống biển Đông. Ngọc Yến cảm thương thân phận của chàng nên dòng châu lá trá. Nàng nghẹn ngào nói. Chẳng lẽ tướng công cứ mãi giấu giếm để song thân và mọi người phải sầu khổ hay sao? Chàng là bậc đại trường phu sao lại coi trọng chuyện xấu đẹp mà quên đạo hiếu và nghĩa tình của thê tử cùng huynh đệ. Lời của nàng đầy chính khí nên chàng tự cảm thấy hổ thẹn quay sang ôm chặt nàng rồi bảo. Ta nhất thời lầm lẫn, xin nàng đừng giận. Nhưng với hình hài này, chẳng phải sẽ khiến mọi người thương tâm hay sao? Ngọc Yến hờn dỗi nói. Tướng công không tin vào y đạo của ngoại tổ và tiền thiếp ư. Trước mắt trong vài ngày thiếp có thể chế tạo cho chàng một mặt mà đúng như chân diện mục để chàng ra mắt mọi người. Sau đó, sẽ từ từ tìm phương chữa trị. Chàng khen phải. Yến muội quả là thông tuệ. Thế mà ta không nghĩ ra. Nàng cười khúc khích, đôi gò bồng đào rung động khiến chàng thèm muốn, đưa tay cởi áo rồi ve vuốt. Cả hai lại chìm vào giấc vu sơn để bù đắp cho những ngày xa vắng. Hôm sau, Ngọc Yến cải trang ra ngoài mua dược vật, bắt tay chế tác một mặt nạ cho trường phu. Khi đã hoàn tất, hai người rời khỏi khách điếm tiến thẳng vào Lạc Dương, tìm đến tổng đà cái bang. Tiền Thông thấy mặt tiểu trưởng lão mừng đến rơi lệ, quên cả thi lễ, quay mình chạy như điên vào thông báo. Hạ Khánh Dương và các trưởng lão nhảy sổ ra ôm chặt lấy chàng. Họ Hạ bùi ngùi bảo. Long đệ thất tung làm chúng ta phát cuồng lên được. Mọi người kéo nhau vào quây quần bên bàn rượu, cười cười nói nói vui vẻ, La trưởng lão bảo Tiền Thông cho đệ tử thông báo ngay tin vui với tổng đàn kiếm môn và đào gia trang. Vân Long kể lại chuyện cũ, đến đoạn toàn thân mọc vẩy, quần cái mới chú ý đến hai cánh tay đeo găng của chàng. Pháp cái Hà quyết ngồi cạnh chụp lấy, lột ra xem. Lớp da rắn xù xì làm mọi người chấn động,
Hà lão cười lớn trách chàng. Chỉ có vậy mà Long Đệ cũng không dám gặp lại chúng ta. Chàng đưa tay chặn lời rồi lột lớp mặt nạ. Gương mặt quái dị của chàng khiến lão nghẹn ngào. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt già nua. Lão nghiến răng vỗ bàn nói. Long Đệ cứ yên tâm, đệ tử cái băng sẽ trèo đèo lội suối, đi đến tận thâm sơn cùng cốc để tìm thuốc trị bệnh cho ngươi. Chàng cảm kích vòng tay đa tạ rồi kể tiếp cuộc hải hành về trung thổ và hai trận càng quét phân đàn thiên ma giáo. Cử tòa ồ lên kinh ngạc. Thì ra tên Sở Vô Quy ấy chính là ngươi. Chàng cũng kể luôn chuyện Ngọc Yến bày mưu giả bệnh để bắt chàng phải lộ chân tướng. Lữ Quân cười khà khà bảo. Yến muội quả là lợi hại, nếu không đâu sỏ mũi kéo được tên tiểu tử ngang bướng này về đây. Tai cũng hiểu và cảm phục tấm lòng trinh liệt và thủy chung của nàng. Hà lão bắt mọi người càn chén rồi hỏi. Chuyện đối phó với thiên ma yêu lão, ngươi định thế nào? Chàng đã có chủ ý nên đáp ngay. Theo thiện ý của tiểu đệ, xin lão đại ca cử người bàn bạc với thất đại môn phái việc tổ chức một đại hội Hoa Sơn để toàn võ lâm tham gia tranh ngôi minh chủ. Thiên ma yêu lão tự coi mình võ công vô địch thiên hà ắt sẽ hoan hỉ đến dự. Nhân cơ hội đó, tiểu đệ sẽ diệt trừ lão và ma diện tu sĩ. Để đề phòng yêu lão có âm mưu, chúng ta cứ bí mật bố trí lực lượng chờ sẵn. Quần cái đã nghe lời đồn đại về công lực thần sầu quỷ khóc của Sở Vô Quy nên đều tin tưởng tán thành sách lược của chàng. 10 ngày sau, tin tức về cuộc luận kiếm Hoa Sơn, tranh ngôi minh chủ đã làm náo động giang hồ. Hào kiệt tứ phương không ai muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Những người ở xa đã vội khởi hành cho kịp ngày rằm tháng 2. Trong thời gian này, đệ tử cái bang đã tìm ra địa điểm mới của Tổng đàn Thiên Ma Giáo. Đó là ngọn Lương Sơn ở tỉnh Sơn Đông, vào thời nhà Tống, nơi đây đã là xào huyệt của một nhóm anh hùng hảo hán. Họ cầm cự với quan quân triều đình trong suốt 10 năm trời. Cuối cùng Tống đế phải thảo chiếu đại xá, đem công danh bổng lộc ra chiêu dụ họ trở về phục vụ triều đình. Lương Sơn được bao quanh bởi 800 dặm thủy bạc, dễ thủ khó công. Dù có kéo đến hàng vạn quân cũng không dễ gì đánh chiếm được hiểm địa thiên nhiên này. Thiên ma yêu lão quả là kẻ thâm mưu viễn lự và giá tâm cũng chẳng nhỏ. Giáo chúng thiên ma giáo ở vùng Ba Thục đã âm thầm rút hết về Sơn Đông, bỏ hẳn địa bàn miền Tây Trung Hoa. Vì vậy, vai trò của kiếm môn ở đây không còn cần thiết nữa. Chàng đã đề nghị kiếm ma và la trưởng lão đưa lực lượng bạch đạo về tòa thiên sơn trang chờ đợi. Vô cực tẩu và linh xà miêu quân đã đi thăm bằng hữu ở đâu không rõ. Nhưng xích long quái y đã dắt ba vị phu nhân của Vân Long đến Lạc Dương. Bốn người xuống ngựa, đi thẳng vào hậu sảnh mà không chờ tiền thông phi báo. Chàng đang cùng quần cái uống rượu thì nghe tiếng Trúc Tường gõ trên nền gạch vội rời ghế, rảo bước đến quỳ sụp trước mặt quái y thưa. Tôn nhi bái kiến ngoại tổ. Quái y gặp được cháu cưng, xúc động đến mắt đỏ hoe, đỡ chàng dậy rồi bảo. Tên tiểu tử bất hiếu, bất nghĩa này làm bọn ta lo lắng đến chết đi được. Chương 21 xà diện, nhân tâm hàng giáo chúng tình lữ nam phong hữu tái phùng. Tố Tâm, Phi Hà và Thiên Hương trước mặt mọi người không dám bỏ lễ, gạt lệ mừng cúi xuống ra mắt trưởng phu. Bọn tiền thiếp mừng tướng công thoát cơn tai kiếp. Chàng âu yếm nhìn họ dịu dàng an ủi. Ta biết các ái thê sầu khổ đã nhiều, xin lượng thứ cho ta. Ngọc Yến biết bổn phận của mình, nên tươi cười bước tới dắt họ vào nhà sau tâm sự, giúp ba nàng mỹ nữ chuẩn bị tinh thần khi đứng trước hình hài ghê tởm của Vân Long. Hạ Khánh Dương mời quái y an tòa, chưa ai kịp nói câu gì thì kiếm ma công tôn sử cùng la trưởng lão đã dắt bọn Độc Cô Thiên và anh em họ Tả vào đến. Ba gã gặp đại ca mừng đến nỗi quên cả thi lễ, đứng nhìn chàng chân chối. Họ có vẻ hốc hác gầy đi khá nhiều, đôi mắt thâm quầng nhòa lệ. Chàng bước đến, giang tay ôm chặt từng người rồi bảo. Đại trưởng phu lưu huyết chứ không lưu lệ, các ngươi mau ngồi vào bàn, mọi người đang đợi. Chàng quay sang tả lỗi với kiếm ma và La Thiện Hùng. Công tôn sửu cười nói. Ta nghe tin Sở Vô Quy xuất hiện, biết ngay đó là ngươi. Họ La siết chặt chàng vào lòng thủ thỉ.
Long đệ là cát nhân thiên tướng nên không thể nào yểu mệnh được. Lão kéo chàng vào bàn, ngồi xuống cạnh mình. Hạ bang chủ bật cười sảng khoái. Hôm nay đông đủ mọi người, chúng ta uống một bữa thật say để mừng Long đệ trở về. Quần hào tán đồng cùng càn chén. Quái y thấy chàng đeo bao tay nên thắc mắc. Long nhi, người bị làm sao vậy? Chàng cười buồn, lột bỏ găng tay để lộ hai cánh tay phủ đầy vảy xám đen, vằn vện. Quái y giật mình bảo chàng bước sang cho lão xem kỹ. Lão chăm chú quan sát rồi hỏi thêm. Toàn thân ngươi đều bị như vậy hay sao? Chàng gật đầu, đưa tay gỡ mặt nạ cho mọi người nhìn thấy dung mạo khủng khiếp của mình. Tả kiếm thấy đại ca từ một trang mỹ nam tử bỗng nhiên biến thành xấu xí, ghê tởm như vậy, không nén được nỗi thương tâm, òa lên khóc. Quái y bực mình quát. Ngươi có im đi không? Tả kiếm sợ quá nín ngay. Lão quay lại bảo cháu. Long nhi cứ an tọa rồi kể lại cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Chàng vâng lời thuật lại. Nghe xong, lão trầm ngâm một lúc rồi nói. Việc chữa chảy không phải một sớm một chiều mà được. Giờ hãy tạm gác lại, Long nhi cứ lo chuyện đối phó với quần ma. Ta sẽ về nghiên cứu lại các cổ thư. Nói xong, lão điềm nhiên thúc giục mọi người ăn uống. Sao. Vài ngày sau, Vô Cực Tẩu và Miêu Quân về đến. Cả hai đều rất vui mừng khi tận mắt thấy Vân Long còn sống. Miêu Quân quan sát lớp vảy rắn trên người chàng rồi bảo. Không sao, Long Nhi cứ yên tâm. Ta sẽ bàn với quái y việc trị liệu. Trong bữa tiệc tẩy trần dành cho hai lão thần tiên, Vân Long hỏi Vô Cực Tẩu. Thưa sư phụ, tại sao thiên ma yêu lão biết sư phụ và Miêu Quân còn tài thế mà lại dám xuất đầu lộ diện khuynh đảo võ lâm? Lão cười mát đáp. Nguyên do rất sâu xa, khó mà nói rõ được. Nhưng tóm lại, bọn ta đã lỡ hứa với một người rằng sẽ không bao giờ giao đấu với yêu lão, trừ khi chính hắn đứng ra khiêu chiến. Ngọc Yến chớp đôi mắt phượng danh mãnh nói. Nếu tiện nữ không lầm thì người ấy là một nữ nhân. Miêu Quân cười khà khà bảo. Con bé này tinh minh thật, nhân vật đó chính là mẫu thân của yêu lão. Mọi người ồ lên kinh ngạc nhưng không dám hỏi thêm, chỉ ngầm hiểu rằng gánh nặng võ lâm hoàn toàn do Vân Long và họ gánh vác. Hôm sau, quần hào lên đường đến Hoa Sơn. Dù còn 3 ngày nữa mới đến kỳ đại hội, nhưng thất đại môn phái và anh hùng các lộ đã đến đông đủ. Chàng đã xuất ra 10 vạn lượng bạc để phái Hoa Sơn tổ chức tiếp đái gần 3.000 hào kiệt. Hàng trăm gian túc xá đã được dựng lên để làm chỗ nghỉ ngơi. Chưa có lần thịnh hội nào lại được đông đảo người tham dự như lần này. Có người đến đây quyết góp một tay diệt trừ ma trưởng. Cũng có người chỉ đến đây để làm khách quan chiêm. Các thủ lĩnh, long đầu của thất đại môn phái và bọn Vân Long cùng hội họp trong tổ đường phái Hoa Sơn để bàn lượng sách dưới sự chủ tọa của Vô Cực Tẩu, Linh Xà Miêu Quân, Kiếm Ma. Họ thấy chàng xuất hiện lòng phấn khởi phi thường, thêm tự tin vào lẽ tất thắng của chính đạo. Sáng sớm ngày rằm tháng 2, đại hội tranh chức minh chủ võ lâm được khai mạc trên một bình đài rộng lớn, nằm bên hữu trụ sở của phái Hoa Sơn. Thiên nhiên đã tặng cho võ lâm Trung Nguyên một địa điểm tốt nhất để tranh hùng. Khoảng đất này rộng chừng 10 mẫu, dù nằm trên sườn núi nhưng rất bằng phẳng. Chính giữa là một thạch bàn cao hơn 2 trượng, vuông vức mỗi bề 20 trượng. Dãy bàn của ban giám đài đặt ở mé trong để khỏi án ngữ nhãn quang của người xem, vây quanh 3 mặt còn lại. Như thường lệ, ngoài trưởng môn 2 phái võ đang thiếu lâm mọi người đề cử thêm 5 người nữa. Đương nhiên Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân được nhắc đến đầu tiên. Còn lại là 3 bậc cao niên trong võ lâm. Thực ra, các vị này chỉ có trách nhiệm giám sát xem các đấu thủ có lén dùng độc dược hoặc ám khí hay không. Còn chuyện hơn thua trong giao đấu khó mà giấu được mấy ngàn cặp mắt quan chiêm. Máu đổ đầu rơi là chuyện thường tình vì trừ những bậc nhân hiệp có mấy người chịu nương tay với đối phương đâu. Kế hoạch tiêu diệt yêu lão và ma diện tú sĩ chỉ được phổ biến trong một số người hạn chế, nên phần đông quần hùng vẫn tưởng thịnh hội này cũng như bao lần trước. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm là Nhất Tâm Thiền Sư chưa kịp nói xong lời khai mạc thì một giọng cười âm u từ lưng chừng núi vọng lên.
Yêu lão và ma diện dẫn theo mấy chục giáo chúng xuất hiện. Nhìn lên thạch bàn thấy trong ban giám đài có mặt Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân, lão chột dạ. Nhưng nhớ lại chuyện xưa, lão yên tâm vòng tay hướng lên đài thi lễ. Tiểu điện mừng được gặp nhì vị thúc thúc. Vô Cực Tẩu cười khanh khách bảo: ngươi chẳng cần lo sợ, chúng ta vẫn nhớ lời giao ước cũ. Nhưng nếu ngươi giở trò ma quỷ thì hãy coi chừng. Yêu lão vâng dạ rồi trở về vị trí dành cho thiên ma giáo, quét mắt nhìn quanh. Chợt thấy Tiêu Long Vân đang ngồi chung với kiếm ma, thần sắc xanh xao, tay hữu bị thương phải bằng bó. Lão hài lòng tin rằng chức minh chủ khó thoát khỏi tay mình. Trên đài đã có vài cao thủ lên tranh tài, nhưng họ làm vậy chỉ để có chút kỷ niệm mà khoe với con cháu, lân hữu, chứ không thật tâm tử đấu. Sự có mặt của thiên ma yêu lão đã dập tắt hy vọng của rất nhiều người. Thời tiết vẫn còn rất lạnh, dù tuyết đã thôi rơi nhưng vầng thái dương chưa thoát được mấy lớp mây mù bao phủ, chỉ tỏa xuống ánh nắng nhợt nhạt, dịu dàng. Cử tòa không thấy một cuộc đấu nào hấp dẫn đáng xem nên bắt đầu chán nản, lôi rượu ra giải khát và trò chuyện. Yêu lão nóng ruột tung mình lên đài vòng tay thi lễ với ban giám đài rồi quay xuống phía quần hào ngạo nghễ nói: lão phu là Bộc Cung Dương, xin được lãnh giáo chư vị anh hùng. Ai cũng biết võ công lão nghiêng trời, lệch đất, ra tay lại tàn độc vô cùng nên chẳng hào kiệt nào dám lên thí mạng. Chờ lâu chẳng thấy có người lên đọ sức, thiên ma yêu lão đắc chí bảo: nếu chư vị không ai dám so tài cùng lão phu thì coi như chức minh chủ khỏi phải tranh giành nữa. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Tiêu Long Vân, thấy tay phải chàng quấn băng trắng, họ vô cùng thất vọng. Nhưng từ cuối sân, một giọng nói vang lên: tài hạ sở vô quy, muốn đọ sức cùng các hạ. Họ sở chậm rãi bước vào, chiếc nón rồng vành che kín mặt, thanh hắc kiếm nắm chặt trong tay. Cử tòa phấn khởi, họ reo nhiệt liệt. Sở vô quy tung mình lên đứng đối diện với yêu lão. Bộc Cung Dương nhớ lại món nợ hai phân đàn bị hủy, đồng sát khí gân dòng bảo: lão phu đang muốn tìm ngươi ngờ đâu lại gặp ở nơi này. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Họ sở lặng lẽ lột nón, để lộ gương mặt sàm đen, rút kiếm rồi lạnh lùng nói: thương lão tuổi già sức yếu, ta nhường cho xuất thủ trước. Yêu lão bị sỉ nhục trước mấy ngàn người, không dằn được nộ khí, bật cười cuồng ngạo rồi vung trường tấn công. Sở vô quy thản nhiên múa kiếm chống trả, luồng trường phong bị chiêu kiếm kỳ ảo xé thành muôn sợi nhỏ tan vào không gian. Lão ma giật mình tung liền mấy trường sấm sét, quyết đem hết tu việc thâm hậu ra đè bẹp đối phương. Họ sở không chịu kém, vung tà thủ đỡ lấy trường kình. Tiếng nổ vang như sấm, lão ma lùi lại nửa bước nhưng sở vô quy dội ra hơn hai bước. Chứng tỏ công lực chàng không bằng đối thủ. Vì thế, cũng đủ làm yêu lão khiếp đảm, vì họ sợ tuổi mới đôi mươi, còn lão đã gần bách tuế. Chàng lại có bảo kiếm trong tay, ai thắng ai bại còn tùy vào sở học. Sở vô quy vung kiếm tấn công tới tấp, lưỡi kiếm như con hắc xà bám lấy các tử huyệt đối phương. Kiếm chiêu biến hóa khôn lường, liên miên bất tuyệt, liền lạc như ra trời, chàng xuất chiêu nhẹ nhàng, thư thái như thuần tay mà đánh, tùy ý mà đâm, chẳng hề giống một loại kiếm pháp nào cả. Thiên ma trường pháp hoàn toàn bị khống chế. Trong gần 200 chiêu, yêu lão bị dồn vào thế thủ. Quần hùng chưa bao giờ được chứng kiến trận đấu nào ác liệt và ảo diệu đến thế, thấy lão ma lùi liền mấy trường, họ phấn khởi hoan hô họ sở. Yêu lão đồng nộ quát vang như sấm, búng ra 10 đạo thiên ma chỉ vô cùng bá đạo. Sở vô quy mượn sức phản chấn, lùi hẳn ra sau, rú lên thánh thót, xuất chiêu, vô sở nhi quy. Chàng biết lão mặt gian hoạt như hồ ly nên quyết không để lão thấy nguy mà đào tẩu nên dùng ngay tuyệt chiêu tối hậu này. Yêu lão thấy chiêu kiếm bao la như đại hải, kiếm kình như muốn nuốt chửng lấy mình, lão biết không cách nào địch lại, nên nghiến răng vận hết công lực toàn thân chút vào 10 ngón chỉ phong cố cản đường kiếm rồi bất kể sĩ diện, lăn tròn trên mặt đất tránh chiêu. Hắc kiếm xé nát chỉ kình bay tới nhưng chiêu, lần lư đà cổn, đã cứu đối phương thoát chết, lão ma chỉ bị rách một đường dài trên lưng, máu tuôn xối xả. Ma diện tú sĩ bỗng như tia trước bay đến vỗ một trường vào hậu tâm của họ sở. Sở vô quy lảo đảo,
hộc ra một ngụm máu tươi nhưng lập tức quay lại búng một đạo chỉ phong đánh gãy xương đùi tu sĩ. Lão đang đắc ý, đinh ninh đối phương chẳng thể nào sống sót dưới độc trưởng của mình, nên không tránh kịp ngã lăn ra. Họ sở điểm thêm mấy huyệt đạo nữa phế bỏ võ công để tu sĩ hết cách bôn đào. Nhờ vậy mà yêu lão có cơ hội thoát thân, tung mình xuống núi mất dạng. Sở Vô Quy tiếc rẻ, đưa tay lau máu trên miệng, nhìn ma diện lạnh lùng nói. Không ngờ thân phận như ngươi mà cũng giở trò đánh lén. Thấy chàng đánh bại yêu lão và chịu được một trường như trời giáng của ma diện, quần hào khâm phục sát đất, họ hét vang rền. Bỗng từ dưới đất, hai gã họ Tả nhảy lên, quỳ phục trước mặt Sở Vô Quy. Tả Phi vừa khóc vừa nói nhỏ. Xin đại ca cho phép bọn tiểu đệ đập tan xác ma diện để trả thù cho phụ thân. Họ Sở nghiêm giọng bảo. Ma diện tú sĩ là tội nhân của cả võ lâm, phải chờ nghe các bậc trưởng bối phán xử. Nhưng ta hứa sẽ xin cho hai người được giao nhiệm vụ hành quyết. Hai gã mừng rỡ vâng lời, lôi tú sĩ vào góc đài rồi ngồi bên canh giữ. Ma diện đánh lén không thành, lại bị trọng thương, trong lòng đau đớn, nhục nhã không nói nên lời. Nhất tâm thiền sư theo đúng quy củ đại hội, cất tiếng hỏi. Sở đại hiệp đã thắng thiên ma yêu lão, vậy còn có cao thủ nào muốn lên so tài với họ Sở nữa không? Quần hùng dù khâm phục võ công của Sở Vô Quy, nhưng không quên công lao giáng ma vệ đạo của Tiêu Long Vân nên đồng thanh đề cử. Xin đề nghị Tiêu công tử thượng đài. Họ Tiêu thản nhiên tháo băng tay, bước lên đài, quần hào vỗ tay như sấm, chờ xem cuộc tranh tài. Nào ngờ họ Tiêu mỉm cười, đưa tay lên mặt lột ra một lớp da mỏng, để lộ ra dung mạo của Độc Cô Thiên, quần hào ngơ ngác, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Độc Cô Thiên bước đến gỡ mặt nạ Sở Vô Quy, đây mới chính là gương mặt của Tiêu Long Vân. 3000 hảo hán chợt tỉnh cơn mê, đồng thanh hét lớn. Tiêu công tử, minh chủ võ lâm. Họ Tiêu đưa hai tay ra hiệu cho cử tòa im lắng rồi vòng tay nói. Kính cáo chư vị đồng đạo, đại hội hôm nay chỉ là một kế sách để dẫn dụ yêu lão và ma diện tú sĩ vào bẫy. Cho nên danh vị minh chủ là không có thực. Chàng vừa nói đến đây thì kiếm ma đã bật cười ha hả cướp lời. Tai bảo là không có thực, hào kiệt bốn phương đi hàng ngàn dặm đến đây tham dự, đều nhất tề công nhận. Nếu công tử từ chối, tức là coi thường võ lâm quá đấy. Mọi người đồng thanh khen phải, họ Tiêu cứng họng cúi đầu vái tạ quần hùng. Thanh kính chân nhân, trưởng môn phái võ đang cao giọng tuyên bố. Bảy vị giám đài công nhận thiếu hiệp Tiêu Long Vân, tài đức song toàn, xứng đáng làm minh chủ võ lâm. Chờ tiếng hoan hô vừa dứt, nhất tâm thiền sư lên tiếng. Nhân dịp đông đủ đại biểu anh hùng khắp thiên hạ, lão nạp xin hỏi chư vị định tội ma diện tú sĩ thế nào? Quần hào nhất tề hô lớn. Chém. Tả Phi tả kiếm hân hoan, đen ma diện đặt xuống thạch bàn. Độc Cô Thiên rút kiếm đưa cho chúng mượn. Tiêu Long Vân dặn dò. Chỉ chém một nhát ngang cổ, không được phân thây, xẻ thịt trái với đảo trời. Ma diện tú sĩ từ đầu im lặng, nghe câu nói ấy đồng lòng cười lớn rồi bảo. Các hạ quả là bậc nhân hiệp, tú sĩ ta thua bởi tay ngươi, chết cũng vui lòng. Nói xong, lão cố gượng đứng thẳng lên, vươn cổ chịu chém. Tả Phi hai tay nâng cao bảo kiếm cất tiếng khấn rằng. Hoàng thiên chứng giám, hôm nay cô nhi của dòng họ Tả báo thù cho tiên phụ là Phi Hồng kiếm Tả Đức Trung. Dứt lời, gã vung kiếm chém bay thủ cấp tú sĩ Tả kiếm đứng bên chụp ngay lấy bỏ vào một hộp gỗ đầy vội. Các đệ tử Hoa Sơn mau chóng thu dọn đem xác tú sĩ ra sau núi chôn cất. Mưu vạn lượng bà có thể làm được rất nhiều điều, kể cả việc chiêu đãi rượu thịt cho 3000 hảo hán. Năm tửu lâu quanh núi Hoa Sơn đã hợp tác với nhau để nhận công việc này. Hơn 400 chiếc khăn bàn được trải xuống bình đài và cơm rượu được dọn ra. Lịch sử võ lâm chưa từng có ngày nào tưng bừng đến thế, ma diện rơi đầu yêu lão thọ thương, giang hồ chắc còn được yên ổn một thời gian dài. Tiêu Minh chủ cùng các bậc trưởng thượng quây quần chung quanh một mâm trên thạch bàn, chàng đứng dậy, nâng cao chén rượu mời. Xin chư vị anh hùng cùng cạn chén này để cầu chúc cho võ lâm sớm được thanh bình.
Mọi người vui say đến tận nửa đêm, sáng hôm sau chia tay trở về cố quận. Có hơn trăm hảo sĩ xin ở lại gia nhập kiếm môn. Vân Long nhờ Hoàng Hà Nhất Bá Trang Sĩ Hổ và Dương Tử Đại Hào Thân quy tuyển cho 50 dũng sĩ cơ trí và giỏi thủy tánh. Họ sẽ âm thầm xâm nhập vào Lương Sơn để vẽ họa đồ vùng thủy bạc này. Hai người vui vẻ nhận lời. Chàng lại khuyên trưởng môn phái Điểm Thương là Bôn Lôi Kiếm Khách Lâm Thiền Đình nên vì đại kế chung tạm thời ẩn nhẫn, bỏ trống trọng địa ở Sơn Đông, di rời môn phái về kết hợp với Hoa Sơn. Như vậy, sẽ tránh được hỏa diệt vong do thiên ma tập kích. Vô Ảnh Kiếm Lộ Đắc Tuân nhớ ơn cứu mạng của chàng nên tự nguyện ở lại cùng 50 đệ tử về tòa Thiên Sơn trang chịu sự điều động của kiếm ma. Như vậy, thất đại môn phái và phe Bạch Đạo nói chung, đã tạo thành một trận thế liên hoàn, có thể cứu ứng lẫn nhau. Và cũng có thể mau chóng tập trung lực lượng đánh vào Lương Sơn. Bàn bạc xong, các thủ lãnh trở về thực hiện kế sách. Độc Cô Thiên và anh em họ Tả đến tòa Thiên Sơn trang chờ lệnh. Còn Vân Long và Quái Y đưa 4 mỹ nhân về Bắc Kinh. Hơn nửa tháng sau, chàng đã đến nhà. Không ai dám hé lộ chuyện dung mạo chàng bị biến đổi. Chàng chỉ thuật lại việc mình lạc vào hoang đảo, hàn huyên với song thân một lát riêng cáo mệt vào nghỉ sớm. Nhưng chẳng thể nào che mắt được Nam Cung Xương. 3 ngày sau, bà gọi Ngọc Yến vào khuê phòng hỏi han. Yến Nhi, chuyện gì đã xảy đến cho Vân Long, con mau cáo tố sự thật cho ta được rõ. Ngọc Yến thấy mặt bà nghiêm nghị, lạnh lẽo như băng, sợ hãi quỳ xuống xa lệ đáp. Kính bẩm A Nương, vì sợ người và lão gia thương tâm nên chúng con không dám nói thật cảnh ngộ của thiếu gia, chứ chẳng phải có lòng man trá. Nàng bèn đem việc trường phu ăn thịt giao long, võ công thăng tiến nhưng lại bị ngộ độc toàn thân nổi lên lớp vảy rắn kể hết cho bà nghe. Nam Cung Xương gạt nước mắt đau đớn nói. Tội nghiệp Long Nhi. Nhưng các ngươi là thê thiếp, ngày đêm kề cần còn không sợ hãi thì ta là mẹ nó, chẳng lẽ không thể chấp nhận. Nhưng chẳng hay Xích Long Bá Phụ đã tìm ra phương thuốc chữa trị hay chưa? Ngọc Yến buồn rầu thưa. Ngoài tổ đã có phương pháp nhưng lại thiếu một vị thuốc, đó là Hà Thủ Ô ngàn năm. Tô Thái Sư trước đây được Hoàng Thượng ban cho một nhánh, dùng chưa hết. Hà Tổng Quản đã cho người cải trang, giả làm khách thương hồ từ quan ngoại đến hỏi mua, nhưng ông ta nhất quyết không bán. Nam Cung Xương cười mát. Họ Tô phú quý nhất thiên hạ tuổi đã thất tuần, chỉ mong dựa vào kỳ chân để kéo dài sinh lực mà hưởng thụ. Nhưng nếu lão không bán, chẳng lẽ chúng ta không biết lấy trộm hay sao? Thái sư là quốc trưởng của Hoàng Thượng, quyền thế bao trùm thiên hạ, đụng vào không tránh khỏi tội chết. Nhưng tình mẫu tử cao vời khiến bà chẳng biết sợ là gì. Nếu cần phải vào Tần Tử Cấm Thành tìm thuốc cho ái tử, bà cũng không hề do dự. Ngọc Yến cảm động ôm lấy chân bà. Ta nương yên tâm, đêm nay con sẽ cùng tướng công đến phủ thái sư dò xét xem sao. Tối hôm đó, Vân Long và Ngọc Yến cải trang ung dung đi vào thành. Phủ thái sư nằm ở gần cửa bắc, đồng sổ uy nghi bậc nhất đế đô. Chung quanh có tường cao bao bọc, hàng trăm dinh viện san sát và cả một hoa viên cực kỳ đẹp đẽ. Dù có hàng trăm thị vệ canh gác nhưng thân ảnh hai người như bóng mặt nên chẳng ai phát giác đầu. Thấy tòa đại lâu 3 tầng ở giữa sáng đèn, lại được cảnh giới nghiêm mật, chàng đoán đó là nơi ở của thái sư nên dẫn ái thê bay thẳng lên nóc như hai cánh rơi đêm. Tòa lâu các này cách xa những công trình khác đến 10 mấy trượng nên bọn cấm quân không tin rằng có người vượt nổi. Vì vậy chúng chẳng bao giờ thèm ngửa mặt lên mà quan sát cho mỏi cổ. Hơn nữa, làm gì có kẻ nào bảo gan đến nỗi dám xâm nhập vào đây. Hai người nhẹ nhàng đặt chân lên lan can tầng 2 rồi lấy đà tung người lên mái ngói đại lâu. Vân Long cẩn trọng gỡ một mảnh ngói rồi nhìn xuống. Chàng giật mình khi thấy cách đó vài trường 3 người đang ngồi uống rượu quanh một chiếc kỷ trà. Có cả gương mặt quen thuộc của Ưng Ma. Còn lại là một lão già tóc bạc râu đen, mặt mũi phương phi, hồng hào và một đại hán trông có vẻ không giống người Trung Nguyên. Lão tóc bạc có lẽ là Tô Thái Sư cười ha hả. Được thiên ma giáo và quý quốc hỗ trợ, lo gì nghiệp lớn không thành.
Khi Lão Phu lên ngôi hoàng đế, lập tức dâng 500 vạn lượng vàng và điều 50 vạn tinh binh giúp Mãn Châu chinh phục nội ngoại Mông. Phần võ lâm Trung Nguyên, Lão Phu sẽ giáng chỉ công nhận Thiên Ma Giáo là môn phái võ học duy nhất, các phái khác phải tuân phục, nếu không sẽ bị khép tội phản nghịch. Ưng Ma cười sâu hiểm. Vậy chừng nào sẽ đến lúc hành thích Minh thành tổ? Họ Tô vuốt râu cười đắc chí. 3 ngày nữa, Lão Phu tổ chức đại yến mừng sinh nhật, Hoàng thượng đương nhiên phải đến chúc mừng. Các vị có thể hạ thủ trên đường đi. Khi đã thành công, Tổng đốc Sơn Hải quan sẽ mở cửa ải để quân Mãn Châu tiến vào trấn áp các lực lượng chống đối. Vân Long và Ngọc Yến toát mồ hôi hột thầm lo cho Giang Sơn Đại Minh cố lắng nghe tiếp. Ưng Ma cười nhạt bảo. Bổn giáo đã cử Lão Phu cùng 10 cao thủ hàng nhất đến đây hành sự, chẳng coi bản lãnh bọn thị vệ ra gì. Chỉ cần hạ sát binh đế xong là bọn ta rút ngay, phần còn lại để Thái Sư thu xếp. Dù khoảng cách khá xa nhưng chàng vẫn cẩn thận, đặt mảnh ngói vào chỗ cũ một cách êm ái rồi ra hiệu cho Ngọc Yến rút lui. Hai người mau chóng trở về đào ra trang thuật lại âm mưu kinh thiên động địa này cho quái y và phu phụ tài thần được rõ. Phi Vân lắc đầu thở dài nói. Không ngờ Lão Tô Quế đã làm quan đến cửu phẩm, giàu sang tột bực mà lại còn sinh lòng phản phúc xoán nghịch ngôi vua. Mượn sức Mãn Châu khác gì rước hổ vào nhà. Nam Cung Xương nghiêm nghị bảo. Cũng may Long Nhi vô tình phát hiện âm mưu, nếu không Giang San Đại Minh khó vẹn toàn. Quái y hỏi. Các ngươi có định đem chuyện này tâu lên Hoàng thượng hay không? Tài thần lắc đầu. Bẩm bá phụ, họ Tô mấy năm nay được Minh đế sủng ái, âm thầm củng cố quyền hành, tiến cử thân thích nắm giữ những chỗ quan yếu. Hiện nay coi như gần nắm tròn binh quyền, ngay cửu môn phó đề đốc Trình Khải cũng là cháu vợ của lão. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, chính hoàng thượng cũng chẳng dám bắt tội lão. Hơn nữa thái tử là ngoại tôn của thái sư nên Minh đế khó mà tin lời chúng ta. Vân Long trầm ngâm một lúc rồi thưa rằng. Thời gian quá cấp bách, không kịp điều động nhân thủ. Cũng may, là bọn sát thủ không đông, Long Nhi và 4 nội thê cùng một số đệ tử cái bang có thể đối phó được. Chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng. Sáng hôm sau, chàng đến phân đà cái bang gặp Thanh Diện Kim Cang Tất Lôi. Hắn thấy mặt chàng lộ vẻ nghiêm trọng liền hỏi. Chẳng hay trưởng lão có việc gì sai bảo. Chàng bèn kể sơ âm mưu phản nghịch của Thái Sư. Hắn kinh hãi lắp bắp. Thật là chuyện đồng trời, trưởng lão định đối phó thế nào? Chàng đưa cho họ tất tấm ngân phiếu 2.000 lượng rồi nói. Ngươi cầm số bạc này, trong 2 ngày phải mua cho đủ 100 bộ quần áo gấm sang trọng cải trang cho đệ tử phân đà. Sáng ngày kia bố trí trên con đường từ Cấm Thành đến Phủ Thái Sư. Chỉ được đem theo tiểu đao, khi có biến lập tức đưa thân chống đỡ, bảo vệ hoàng thượng, sợ chúng dùng phi đao hoặc ám khí. Ta và 4 vị phu nhân sẽ tiêu diệt bọn thích khách. Tất Lôi căm giận lão phản tặc họ Tô, nghiến răng vòng tay thưa. Trưởng lão yên tâm, bọn đệ tử dù tan xương nát thịt cũng không để hoàng thượng gặp nguy.